Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 101. Bất quá cố nhiên như vậy, Diệp Thần cũng không khả năng thừa nhận, lạnh nhạt nói, ta đi không đi qua và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi tựa hồ không có tư cách để cho ta trả lời ngươi đi. Nghe được câu này, một nam một nữ kia ngay tức thì đi tới. Hai người đều là tinh khiếu cảnh, khí tức cường đại, quần áo sang trọng hoa lệ. Nam cả người tu cắt vô cùng là tinh xảo khéo léo, minh in yêu nhã hoa văn trường bào màu đen, nữ chính là cả người quần dài màu tím, giống vậy hoa mỹ dị thường. Mà bọn họ nơi mặc quần áo trang sức, lại cũng chảy ra nhàn nhạt khí vận, hiển nhiên cực kỳ văn hoa. Hai người này ra thế xuất thân, chắc cũng là không so tầm thường. Mà lúc này, một nam một nữ này, đang cực kỳ lạnh như băng nhìn Diệp Thần. Giống như cừu địch. Hình Tử Đường nhìn hai người, sắc mặt hơi rét, giọng lạnh như băng mở miệng nói, ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách hỏi bạn ta. Tên kia áo bào đen nam tử, nghe vậy sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn Hình Tử Đường, hắn nhằm vào là Diệp Thần, mặc dù, hắn nhìn ra được, Diệp Thần và Hình Tử Đường các người là cùng nhau tới Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Hình Tử Đường lại sẽ vì duy trì Huyền Nguyệt Tông Diệp Thần, ra nói chống đối mình. Hình Tử Đường nhìn vậy áo bào đen nam tử, trên mặt nhưng là chút nào sợ hãi cũng không có, ở nơi này thần hỏa học viện bên trong, mặc dù, hắn thực lực cũng không tính là nhiều xuất chúng. Hơn nữa, đối mặt trước mắt thanh niên này, Hình Tử Đường tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng là, dù vậy, hắn thân là thế lực cao cấp nồng cốt truyền nhân, vẫn, có hắn sức lực, cho dù ở cái này thần hỏa học viện bên trong, bọn học sinh cơ hồ đều là ra đời bất phàm. Hoặc là sư môn cao lớn tồn tại. Lại có mấy người, dám chân chính chọc giận một cái thế lực cao cấp đâu. Cho dù ở học viện bên trong, Hình Tử Đường không làm gì được đối phương, nhưng là, thần hỏa học viện trường học, chỉ có 3 năm thời gian, thần hỏa học viện học sinh, luôn là muốn tốt nghiệp. Ra cửa trường, ai lại có tự tin, có thể chịu đựng một cái thế lực cao cấp lửa giận. Cái này, chính là Hình Tử Đường sức lực. Thanh niên áo bào đen kia, ngưng mắt nhìn Hình Tử Đường, hắn tên là Ngô Hiền, đến từ Vạn Yêu Cốc. Và vậy U Minh thung lũng chết đi thiếu chủ có liên hệ máu mủ. Lần này, hắn tiến vào thần hỏa học viện mục đích lớn nhất, chính là điều tra rõ chân tướng, lại là mang đi Diệp Thần. Mặc dù hoàng tộc ngăn lại hết thảy, nhưng là Vạn Yêu Cốc nhận được tin tức, sự việc tuyệt không đơn giản. Diệp Thần cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nhất có vấn đề. Mà ở hắn bên cạnh, là bạn gái của hắn, Vương Tử Hân, đến từ Linh Tiên Đế Cung. Cũng là Linh Tiên Đế Cung ở thần hỏa học viện tai mắt. Diệp Thần ngày đó xuất hiện ở U Minh Thung Lũng cũng là Vương Tử Hân nói cho hắn. Hai người lúc này bị Hình Tử Đường tràn đầy địch ý chất vấn, mặc dù sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nhưng là, lại không có lập tức mở miệng, bởi vì, bọn họ biết Hình Tử Đường xuất thân, không đơn giản. Cái này thanh niên đầu chọc. Cho bọn hắn cảm giác, rất giống đã từng thấy qua những cái kia thế lực cao cấp bên trong thiên tài. Nhưng là, dù vậy, Ngô Hiền vậy tự nhiên sẽ không cứ như vậy ở một người tinh khiếu võ giả chất vấn dưới rút lui, hắn ánh mắt đông lại một cái, đang chuẩn bị mở miệng đáp lại Hình Tử Đường, một người, lại đột nhiên đi lên. Là Diệp Thần. Hắn đưa tay, ngăn cản Hình Tử Đường, quay đầu đối với Hình Tử Đường mỉm cười nói, Hình huynh, hắn nếu là hướng tới ta. Ta tự mình xử lý chính là. Hình Tử Đường hơi cau mày, cái này áo bào đen võ giả hơi thở nguy hiểm, lại là yêu tộc khu, lấy Diệp Thần trước cho thấy thực lực, sợ rằng không thể tùy tiện chiến thắng đối phương. Bất quá, Diệp Thần cũng có trước một quyền đánh bại Triệu Lương chiến tích ở phía trước, chắc sẽ không địch lại cái này. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về phía Diệp Thần gật đầu một cái, lại nữa lời nói. Mà Ngô Hiền. Chính là lạnh lùng nói, ta chỉ muốn câu trả lời, Huyền Nguyệt Tông cũng không có tư cách chống lại chúng ta Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc thiếu chủ chết, người thoát không khỏi liên quan. Nếu như là ngươi giết, ngươi hiện tại thừa nhận, ta có thể còn sẽ cho một mình ngươi tốt kiểu chết. Nhớ, Huyền Nguyệt Tông cái đó lão bất tử Bạch Chấn Đường cũng không cứu được ngươi. Ngô Hiền còn chưa nói xong, Diệp Thần trực tiếp đưa tay ra. Sau đó, ở dưới con mắt mọi người. Một cái tát trực tiếp phiến ra. Bót! Cuồng phong bạo vũ ngưng tụ, đợt khí phun trào. Ngô Hiền thân thể lại trực tiếp bị đẩy lui.
Trên mặt xuất hiện một đạo sâu đậm trưởng ấn cùng với khóe miệng tràn ra đỏ bừng máu. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần gần từng chữ, làm nhục ta sư tôn người, nếu có lần sau nữa, chết. Dù là vạn yêu cốc tông chủ tới, cũng không cứu được ngươi. Nói xong, còn chưa cùng mọi người phản ứng, Diệp Thần ánh mắt rơi vào thiếu nữ Vương Tử Hân trên mình. Hai tròng mắt ngưng tụ, cực độ băng hàn. Diệp Thần tà mị cười một tiếng, đưa ra một cái túi thơm, có nhiều thú vị nói, đồ chơi này hẳn là ngươi vứt đi. Lần sau giám thị, không muốn như thế rõ ràng. Còn nữa, vạn yêu cốc sự việc, là ngươi linh tiên đế cung sau lưng linh vận ý nghĩa. Vẫn là vậy con đê tiện hạ linh thu. Lời này vừa nói ra, Vương Tử Hân tròng mắt ý định giết người nổ bắn ra. Không chỉ Vương Tử Hân, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều dừng lại hô hấp. Hạ linh thu, con đê tiện. Toàn bộ linh võ đại lục ai dám như thế nói linh tiên đế cung cao nhất cung chủ à? Dù là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn thương giả cũng không có tư cách à. Nhưng mà, cái này mới vừa bước vào thần hỏa học viện Huyền Nguyệt Tông đệ tử lại như vậy miệng ra cuồng ngôn. Người điên. Vương Tử Hân trong tay ngưng tụ ra một cây đoản kiếm, Ngô Hiền cũng lại ý định giết người nổ bắn ra. Sử dụng trường kiếm. Mới vừa muốn động thủ, một cái hơi thở kinh khủng ông già liền từ bên trong đi ra. Vọng Nguyệt Lâu, không được gây chuyện. Người vi phạm, giết. Nếu có không phục, không bằng lấy cái này Nguyệt Môn là ước hẹn. Ông già lại là phong môn cảnh cường giả. Ngô Hiền và Vương Tử Hân vội vàng tịch thu binh khí, cũng đối với ông già chắp tay thành tựu nói xin lỗi. Vãn bối lỗ mãng. Nói xong, Ngô Hiền chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần từng chữ, Diệp Thần, ngươi nếu như có gan, hãy cùng ta đi một chuyến vạn yêu cốc, và ta phụ thân trước mặt đối chất. Nhưng mà Diệp Thần hồn nhiên không phản ứng, ta liền hạ linh thu cũng dám mắng, người phụ thân lại là thứ gì? Ta không có ở đây. Muốn đối chất, để cho hắn tự mình tới ta trước mặt. Ngô Hiền tròng mắt trợn to, ngươi. Ngay tại bầu không khí kiếm bạt nỗ trương thời điểm, vậy phong môn cảnh ông già nhưng là bước ra một bước, đối với Ngô Hiền và Diệp Thần nói, hai vị, vừa có tranh chấp, không bằng đánh cuộc giải quyết. Đánh cuộc gì? Lão kia người chỉ một cái vậy ánh sáng đẹp lung linh thủy tinh Nguyệt Môn nói, liền đánh cuộc, đẩy ra cái này phiến Nguyệt Môn thời gian, so với ai khác càng dài như thế nào. Được, Diệp Thần nói thẳng. Ngô Hiền và Vương Tử Hân, nghe vậy đều là sững sốt một chút, tiếp theo, hai người liền ở Diệp Thần trước mặt, phình bụng cười to. Muốn đẩy ra Nguyệt Môn, chí ít, cần tinh khiếu thực lực chứ. Hơn nữa, thân thể tố chất. Còn muốn đạt tới nhất định cường độ, hoặc là thân thể tố chất cực kỳ xuất sắc tinh khiếu võ giả. Cái này còn phải, lấy thần hỏa học viện bên trong, những thứ này thiên tài siêu cấp tiêu chuẩn mà nói, mà Diệp Thần đâu. Tạo hóa cảnh, coi như thân thể tố chất khá một chút, đạt tới tinh khiếu, vậy xa xa không cách nào đạt tới đẩy ra Nguyệt Môn tiêu chuẩn, chỉ như vậy, không nói đẩy ra Nguyệt Môn, còn muốn, và Ngô Hiền so với ai khác đẩy ra lâu. Bọn họ. Làm sao có thể không cười? Người này, nhất định chính là một cái thiên đại cười nhạo. Diệp Thần không để ý tới sẽ hai người khoa trương cười to, như cũ giọng lãnh đạm nói, ngươi, đánh cuộc hay không? Ngô Hiền thật vất vả thu hồi nụ cười, đầy mắt giễu cợt nhìn Diệp Thần nói, ngươi muốn đánh cuộc. Dĩ nhiên có thể, bất quá, ngươi lấy cái gì tới đánh cuộc đâu? Đây có thể phải nói tốt, nếu không, ta có thể biết sợ ngươi đổi ý. Diệp Thần cười mỉa nhìn Ngô Hiền nói, yên tâm, ta là sẽ không giựt nợ, ngươi cũng không muốn giựt nợ mới là, nếu là ta thua, hãy cùng đi ngươi vạn yêu cốc, ngươi thấy thế nào? Ngô Hiền cố làm bất mãn lắc đầu nói, còn chưa đủ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngô Hiền suy tư một lát, liền đối với Diệp Thần cười nói, nếu không, ngươi liền ngay trước mọi người, đối với ta quỳ xuống như thế nào? Hắn ánh mắt, âm lãnh một phiến, đây là mới vừa rồi Diệp Thần khiêu khích vạn yêu cốc trừng phạt. Nếu như Huyền Nguyệt Tông đệ tử quỳ hắn, đối với vạn yêu cốc mà nói, cũng là một đoạn giai thoại. Hắn vốn cho là, Diệp Thần sẽ kinh hoàng, sẽ lùi bước, sẽ kiếm cớ. Nhưng là, để cho hắn và Vương Tử Hân cũng không nghĩ tới phải, Diệp Thần lại sắc mặt rửng rưng, không chút do dự gật đầu nói, có thể. Lần này...
hắn thiếu chút nữa lại bật cười, xem ra, người này là thật rất cuồng, rất tự tin à. Diệp Thần bỏ mặc người khác phản ứng, ngưng mắt nhìn Ngô Hiền nói, vậy, người đâu? Người nếu là thua, vậy quỳ xuống cho ta. Ngô Hiền ha ha cười nói, dĩ nhiên, muốn đánh cuộc, dĩ nhiên muốn công bằng đánh cuộc. Ngay tại lúc này, Vương Tử Hân kéo kéo Ngô Hiền tay, Diệp Thần thực lực không người nghĩ đơn giản như vậy, hắn cố nhiên tạo hóa cảnh, lại có tinh khiếu đỉnh cấp thực lực. Trước khi đánh một trận, Vương Tử Hân trong lòng còn có một chút bóng mờ. Ngô Hiền nhưng khoát tay nói, cái này Nguyệt Môn chỉ có thực lực không đủ, còn phải có cảnh giới, hắn coi như lại nghịch thiên, đan điền cũng không khả năng so ta mạnh nhiều ít. Nhưng mà, chấm, Vương Tử Hân có chút do dự. Đừng nói nhảm, chuyện này ta làm chủ. Vương Tử Hân thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Mấy người ở trong đội ngũ chậm rãi tiến về trước, rốt cuộc, Diệp Thần đám người đi tới tháng trước cửa. Mà Diệp Thần, đi về phía vậy phiến lộng lẫy và tuyệt vời thủy tinh cửa. Mọi người chung quanh, nhìn Diệp Thần hướng Nguyệt Môn đi tới, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ nghị luận. Bọn họ vốn là đã thấy Diệp Thần, nhưng là, lấy là hắn là theo ai cùng đi, cần người khác mở cửa cho hắn, nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần, lại muốn đi mở cửa. Một cái tạo hóa cảnh võ giả, làm sao có thể cầm Nguyệt Môn đẩy ra? Người nọ là ai à? Cái này loại tu vi, cũng đi đẩy Nguyệt Môn, không sợ xấu hổ mất mặt sao? Có lẽ, người ta chỉ là muốn khiêu chiến một chút đây. Dù sao, khiêu chiến lại không tiêu tiền. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến, vậy cùng tinh khiếu lại tới khiêu chiến chứ? Tạo hóa cảnh, coi là cái gì? Ngô Hiền nghe mọi người đối với Diệp Thần đánh giá, lại là vui vẻ ra mặt, đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nói, chư vị, xin không nên phiền lòng, vị này sư đệ, nếu không phải là cùng ta đánh cuộc một đánh cuộc, xem ai đẩy ra cái này Nguyệt Môn thời gian lâu hơn. Mọi người nghe vậy cả kinh, tiếp theo, chính là một hồi cười ầm lên. Ha ha ha, cái này tạo hóa cảnh võ giả, muốn cùng tinh khiếu tồn tại đánh cuộc. Cười chết người. Có thể, thằng nhóc này, ta nhớ, sau này học viện thứ nhất kẻ lỗ mãng danh tiếng, liền giao cho hắn. Ha ha ha, có trò hay để nhìn, không biết, bọn họ tiền đặt cuộc, là cái gì chứ? Ngô Hiền nghe mọi người giễu cợt, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, hắn muốn, chính là cái này hiệu quả, hắn cũng không muốn rơi được cái cưỡng ép sư đệ quỳ xuống danh tiếng. Mà Diệp Thần, thì vẫn sắc mặt rửng rưng, mọi người nghị luận, hắn từ đầu đến cuối cũng không có để ở trong lòng, lúc này, hắn đã đứng ở tháng trước cửa. Liền mượn này thử một chút mới huyền diễm uy lực. Hắn đôi mắt khép hờ, điều chỉnh trong cơ thể linh lực, một đạo tử diễm, từ bên trong đan điền của hắn, tràn vào toàn thân huyết mạch bên trong. Âm một tiếng, ánh sáng tím bạo tránh, một đạo màu tím quang diễm, ở Diệp Thần bề mặt thiêu đốt, mà cách Diệp Thần gần một chút học sinh, cũng không nhịn được run lập cập, cái này màu tím quang diễm, lại tản ra đậm đà khí lạnh. Rất nhanh, màu tím quang diễm thu liếm, Diệp Thần ấn đường, hiện lên một đạo hỏa diễm đường vân, đồng thời, trên thân hình, đạo đạo tím văn lóng lánh. Mà Diệp Thần, nhìn mình bàn tay, cặp mắt bên trong, thì lóe lên hưng phấn cùng sảng khoái. Lên cấp đi qua huyền diễm, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Hiện tại, lên cấp đi qua phần huyết quyết là hắn mang tới lực lượng, chân thực quá mạnh mẽ. Cảm thụ trong cơ thể tràn đầy lực lượng cuồng bạo, lực lượng kia quá mức to lớn, thật là cũng có thể di sơn. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía trước người Nguyệt Môn, không khỏi trở nên có chút nhao nhao muốn thử đứng lên. Ngô Hiền và Vương Tử Hân khẩn trương nhìn trên mình nổi lên biến hóa kinh người Diệp Thần, không khỏi tim đập rộn lên, Vương Tử Hân sắc mặt có chút khó khăn xem, lo lắng hướng về phía Ngô Hiền hỏi, ta luôn cảm giác không đúng. Ngô Hiền sắc mặt cũng không tốt xem, nhưng là, hoàn duy trì trấn định nói. Chớ khẩn trương, bàn về lực lượng, ta vạn yêu cốc thật đúng là chưa sợ qua ai. Nếu như ta vận dụng ta vạn yêu cốc bí thuật, thực lực còn có thể thật to tăng lên, cùng bình thường trạng thái, là khác xa lắc xa lơ. Chẳng lẽ, thật vẫn sợ hắn sao? Chỉ là, vậy mà nói, ta chỉ có ở sống chết trước mắt, mới biết sử dụng cửa kia bí thuật. Hắn có chút do dự nhìn Diệp Thần hình bóng, cuối cùng vẫn là mặt hiện kiên quyết vẻ, cắn răng nói,
Diệp Thần càng mạnh lại càng có thể ở U Minh thung lũng đối với thiếu chủ động thủ. Nếu như, hắn biểu hiện, thật đối với ta sinh ra uy hiếp, cho dù vận dụng bí thuật, ta cũng muốn, hoàn toàn đem hắn đánh sụp, đem hắn tự ái, dẫm ở dưới chân. Ngô Huyền lúc này cũng là hoàn toàn biểu hiện mạnh mẽ, vạn yêu cốc bí thuật, mặc dù uy lực cực lớn, thậm chí có thể để cho tinh khiếu tu vi hắn, cưỡng ép vượt qua một cái những ràng buộc, đánh bại tinh khiếu võ giả. Nhưng là, cả đời bên trong, sử dụng số lần, chỉ có 2 lần, nếu không phải chân chính sống chết trước mắt, vạn yêu cốc cũng không biết tùy ý sử dụng môn bí thuật này. Nhưng mà, bây giờ thấy Diệp Thần biểu hiện, Ngô Huyền là chân chính biểu hiện mạnh mẽ. Cho dù muốn lãng phí một lần chân quý bí thuật sử dụng cơ hội, hắn cũng phải ở nơi này Nguyệt Môn Chi đánh cuộc bên trong, chiến thắng Diệp Thần. Để cho Diệp Thần, ở trước mặt mọi người, cho hắn quỳ xuống. Dẫu sao, nếu như hắn thật thua, muốn hắn ở trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, hay là đối Diệp Thần một cái như vậy xuất thân đê tiện bình dân quỳ xuống mà nói, cảm giác kia, đối với hắn và vạn yêu cốc mà nói, thật là, thì sống không bằng chết. Hắn Ngô Huyền, tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Mà Vương Tử Hân, nghe được Ngô Huyền quyết định muốn vận dụng bí thuật, cũng là hoàn toàn yên tâm xuống, vạn yêu cốc bí thuật, nhưng mà ở toàn bộ linh võ đại lục, đều vô cùng đặc biệt nổi danh. Chỉ có vạn yêu cốc huyết mạch người, mới có thể sử dụng, mặc dù có hạn chế số lần cái này thiếu sót, nhưng là cũng không thể che giấu vậy bí thuật gần như vô cùng uy lực. Mà Diệp Thần hai tay, đang lúc mọi người nhìn soi mói, rốt cuộc ấn vào Nguyệt Môn bên trên. Cảm thụ vậy phiến thủy tinh cửa để cho vô số thiên tài nhưng bước đẹp sức nặng, Diệp Thần trên gương mặt, nâng lên một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cảm nhận được cái gì? Nhẹ, quá nhẹ, thậm chí, liền cùng một miếng thông thường gỗ cửa vậy, căn bản không cách nào cho Diệp Thần tạo thành bất kỳ áp lực. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người lòng, cũng không khỏi được dâng tới cổ họng, không biết, Diệp Thần kết quả có thể hay không, đẩy ra Nguyệt Môn. Dẫu sao, mặc dù có một số người gặp qua Diệp Thần đánh bại Triệu Lương đi qua, nhưng là, cuộc chiến đấu kia, chân thực quá mức quỷ dị, vậy kết thúc được quá mức nhanh chóng, không cách nào đối với Diệp Thần thực lực, có cái xác thực phán đoán. Mà nhiều người hơn, chỉ là nghe nói qua Diệp Thần sự tích, lại không có chân chính gặp qua hắn ra tay, đối với Diệp Thần lực lượng, càng hiếu kỳ hơn. Một khắc sau, Diệp Thần hai tay dùng một chút lực, trước cửa vậy phiến cửa thạch anh khổng lồ, liền giống như là nhựa chế phẩm vậy, mãnh liệt về phía hai bên mở ra, to lớn lực lượng kéo theo cánh cửa, nhấc lên gió lớn lại là thổi được cách được gần võ giả không khỏi được lui về phía sau nửa bước. Thúc đẩy Nguyệt Môn quy tắc, không phải từng bước về phía trước đi vào trong đẩy, mà là phải lấy đẩy một cái lực, đem Nguyệt Môn mở ra. Mà Diệp Thần cái này đẩy một cái, lại là để cho trước mặt vô cùng nặng nề Nguyệt Môn, phát ra ầm một tiếng nổ vang, nặng nề đánh về phía bên trong. Liền đúng vùng đất, cũng chấn động lên. Cái này đẩy một cái, hoàn toàn đem Nguyệt Môn mở ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Yên tĩnh, trước vọng Nguyệt lâu không khí, hoàn toàn đọng lại. Tất cả người vây xem, cũng trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần. Đây là lực lượng gì? Quá kinh khủng đi. Lực lượng này, thật là đều phải vượt qua tinh khiếu đỉnh phong à. Mà Diệp Thần cái gì tu vi? Tạo hóa cảnh. Liền tinh khiếu cảnh đều không phải là. Cái này còn là người sao? Diệp Thần nhưng lơ đễnh, đây là ý liệu bên trong kết quả, chỉ là quay đầu đối với đã rơi vào đờ đẫn Hình Tử Đường cùng người cười nói, Hình huynh, Cửu huynh, mau vào đi thôi. Lần này, Vọng Nguyệt lâu bên ngoài chính là hoàn toàn sôi trào. Vô số người phát ra thán phục, ủng hộ, Diệp Thần biểu hiện, thật sự là quá rung động, quá hoàn mỹ. Mà Hình Tử Đường các người, cũng là cùng có vinh yên, đang lúc mọi người tiếng ủng hộ bên trong, đi vào Vọng Nguyệt lâu bên trong. Nhưng có hai người, nhưng hoàn toàn không cách nào dung nhập vào cái này phiến bầu không khí bên trong. Ngô Huyền và Vương Tử Hân, không tưởng tượng nổi. Không muốn tin tưởng nhìn bị Diệp Thần đẩy ra, thật lâu không thể khép lại Nguyệt Môn, trong nháy mắt, vô cùng áp lực, nghiền ép trước bọn họ cả người. Vương Tử Hân giọng nói có chút run rẩy địa đối Ngô Huyền hỏi, ngươi, có thể giành được hắn sao? Mà Ngô Huyền, vậy trầm mặc, vạn yêu cốc bí thuật rất mạnh, có thể nói nghịch thiên, nhưng là,
cũng chỉ có thể đem hắn thực lực tăng lên tới cực hạn thôi. Nhưng mà, cực hạn mình có thể xem Diệp Thần như vậy, cầm Nguyệt Môn hoàn toàn đẩy ra, thật lâu không thể khép lại sao? Vốn là, tràn đầy tự tin Ngô Hiền, hiện tại, rốt cuộc sợ, thậm chí là, hối hận. Hắn hối hận, mình tại sao nhàn rỗi không chuyện gì, phải đi trêu chọc Diệp Thần. Có thể ai có thể nghĩ đến, vốn là, chỉ là muốn đạp đạp bên chân con kiến mà thôi, nhưng mà, cái này đạp một cái, nhưng đạp phải cự long cái đuôi. Ngô Hiền mặt đầy mồ hôi lạnh, tâm huyền căng thẳng, óc nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy nghĩ, có cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng mà, nguyên bản đối với tài trí của mình khá là tự tin Ngô Hiền, lúc này, lại lớn não một phiến chỗ trống, đối mặt Diệp Thần vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cái gì kế sách. Đều là nói không mà thôi. Ngô Hiền nuốt nước miếng một cái, không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, hắn hiện tại, còn không có ra tay, nhưng mà, đã cảm giác được, đạo tâm của mình xuất hiện một tia vết rách. Nếu như, thật tiếp tục cùng Diệp Thần đánh cuộc đấu nữa, thất bại sau này, bị buộc ngay trước mọi người quỳ dưới đất nói, đạo tâm của mình, sẽ hoàn toàn tan vỡ chứ. Đây là, Ngô Hiền không khỏi được nhỏ giọng hướng về phía Vương Tử Hân mở miệng nói, Tử Hân, ta. Chúng ta, đi trước đi. Vương Tử Hân nhìn Ngô Hiền một mắt, nàng biết, Ngô Hiền như thế nói, cũng đã là không có tự tin có thể thắng được Diệp Thần, như vậy, để cho hắn tiếp tục đánh cuộc tiếp, chỉ có chịu nhục kết quả mà thôi. Nàng gật đầu một cái, hai người lặng lẽ xoay người, thừa dịp đám người còn không có chú ý tới các nàng, thì phải như thế rời đi Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người nói, đúng rồi, mới vừa rồi, không phải có người nói, muốn cùng tên này học sinh mới, tiến hành tỉ thí sao? Ở nơi này người vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt, cũng xoẹt một tiếng, tập trung đến đang chuẩn bị rời đi Ngô Hiền và Vương Tử Hân trên mình. Ngô Hiền và Vương Tử Hân sắc mặt, ngay tức thì trắng bệch. Ngô Hiền liều mạng suy tính, muốn tìm cớ chối bỏ trách nhiệm lúc đó, đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một đạo vui vẻ giọng nữ. Là ai, lại đem Nguyệt Môn mở ra đến như vậy trình độ? Mọi người bị cô gái kia thanh âm hấp dẫn, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ Vọng Nguyệt Lâu chỗ, ngồi ánh trăng, lâng lâng bay tới một người cả người trong suốt lụa mỏng, đường cong linh lung cô gái, nhìn người đàn bà này, cho dù là Diệp Thần, cũng là hơi ngẩn ngơ. Mặc dù, nàng và Thiên Linh vậy, dùng lụa mỏng che lại mình mặt mũi, nhưng là, vậy lụa mỏng, nhưng mỏng nhỏ rất nhiều. Vậy như ẩn như hiện dung nhan, phối hợp một đôi giống như trong bầu trời đêm phồn tinh xúm lại dưới minh nguyệt vậy chói mắt mắt đẹp, lại hình thành một loại siêu tuyệt trần thế, không có gì sánh kịp mỹ cảm. Ở Diệp Thần trong ấn tượng, cũng chỉ có Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh đám người ở dung mạo lên có thể cùng cô gái này so sánh chứ. Bất quá, càng làm cho Diệp Thần chú ý, là cô gái này thực lực. Cô gái này, rất mạnh, là một người phong môn cảnh võ giả. Ngay tại Diệp Thần kinh hãi lúc đó, ấn đường lại là truyền tới một hồi đau nhói. Nàng là ai? Thật chẳng lẽ là ma đế giao phó vị kia thần hỏa học viện người? Ma đế khôi phục thân phận thật sự thời cơ ở trên người người này. Diệp Thần bên cạnh Cơ Huyền, kéo kéo Diệp Thần tay áo, nhỏ giọng nói, vị này, chắc là Vọng Nguyệt Lâu chủ nhân. Diệp Thần nghe vậy lại là cả kinh, nguyên bản, hắn nghe nói Vọng Nguyệt Lâu chủ nhân, đối với có hơn người lực lượng võ giả khá là thưởng thức. Ở hắn tưởng tượng, người này tất nhiên là một người vóc người vô cùng là to con, cử chỉ hào phóng cao lớn nam tử, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại là như vậy một người thiên tiên giống vậy cô gái. Bất quá, Diệp Thần hay là đối người phụ nữ kia lễ phép nói, đẩy ra cái này phiến Nguyệt Môn, là ta. Cô gái sáng chói hai tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần, khi thấy Diệp Thần tu vi lúc đó, mắt đẹp bên trong, cũng là thoáng qua vẻ kinh dị. Bất quá, nhưng không có nói gì nhiều, nàng mang nụ cười hướng về phía Diệp Thần nói, thật lâu không có cái mới người, có thể đem Nguyệt Môn hoàn toàn đẩy ra, ta kêu Sở Doanh, có thể nói cho ta, ngươi tên chữ sao? Diệp Thần nói, Diệp Thần, năm nay học viện học sinh mới. Sở Doanh gật đầu một cái, hướng về phía Diệp Thần vung tay lên, một tấm thẻ màu vàng nhạt, liền rơi vào Diệp Thần trong tay, Sở Doanh cười nói. Phàm là có thể đem cái này Nguyệt Môn, hoàn toàn mở ra thiên tài, cũng có thể trở thành Vọng Nguyệt Lâu khách quý, tấm thẻ vàng này,
chính là khách quý thân phận chứng minh, chỉ có ngươi tự mình có thể sử dụng nha. Cảm ơn ngươi, ở nơi này trước Vọng Nguyệt lâu, lại để cho ta thấy được thú vị một màn, mời không nên cự tuyệt, cái này thẻ vàng chỉ là ta đáp lễ mà thôi, dùng tấm thẻ vàng này, ở Vọng Nguyệt lâu bên trong tiêu xài, đều có thể đánh bớt 50%. Sở Doanh lời này, lại là ở trong đám người, nhấc lên sóng to gió lớn, Vọng Nguyệt lâu khách quý. Đó cũng không phải là giống vậy đãi ngộ à. Vọng Nguyệt lâu, bản thân liền là quyền quý tụ tập cao cấp tiêu xài nơi, ở trong này, có thể thành là khách quý, có thể tưởng tượng được, sẽ có bao nhiêu ưu việt đãi ngộ, mang tới chỗ tốt, có thể nói là đếm không hết. Huống chi, ở Vọng Nguyệt lâu bên trong tiêu xài, còn có thể đánh bớt 50% à. Vọng Nguyệt lâu thức ăn, có thể là có thể sánh bằng phòng ăn thiên khu, tự nhiên, giá cả cũng là vô cùng là ngẩng cao. Cái này bớt 50%, có thể nói tương đương với một khoản to lớn gia tài. Nếu như Diệp Thần nguyện ý, chỉ cần dẫn người tới Vọng Nguyệt lâu liền bữa ăn, liền có thể lấy được một khoản tài sản lớn. Diệp Thần nhận lấy thẻ vàng, hướng về phía Sở Doanh lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt nói. Đa tạ Sở tiên tử, như vậy tại hạ, liền từ chối thì bất kính. Người này nếu có thể là ma đế giao phó người nọ, Diệp Thần tự nhiên muốn cùng đối phương giao hảo. Sở Doanh gặp Diệp Thần bình tĩnh như vậy, ngược lại có chút kinh ngạc. Người bình thường, khi lấy được Vọng Nguyệt lâu thẻ vàng sau đó, thường thường đều là hưng phấn không thôi. Có thể Diệp Thần, nhưng thật giống như cũng không có quá đem mình phần đại lễ này, để ở trong lòng dáng vẻ, đây chính là, liền rất nhiều thế lực cao cấp con em, cũng không làm được sự việc. Bất quá, Diệp Thần cái này loại thái độ lạnh nhạt, cũng để cho Sở Doanh đối với hắn, tăng lên một phần hứng thú. Nàng mỉm cười đối với Diệp Thần nói. Cái này Vọng Nguyệt lâu, cũng không chỉ Thần Hỏa Học Viện một nhà nha, ở Linh Võ Đại Lục rất nhiều địa phương, đều có Vọng Nguyệt lâu kinh doanh chỗ, vậy không đơn thuần là tử lầu, tấm thẻ vàng này, ở Vọng Nguyệt lâu dưới cờ sản nghiệp bên trong, đều có thể thông dụng. Nói xong, nàng liền chuẩn bị trở về Vọng Nguyệt lâu bên trong. Mà mọi người, thì đối với Diệp Thần ném tới trần chuồng hâm mộ lại ánh mắt khen tị. Diệp Thần lơ đễnh, bất quá, ánh mắt hơi lóe lên, đối với vị này nữ trưởng quỹ thân phận, vậy có chút hiếu kỳ, có thể tùy ý cho ra như vậy một tấm thẻ vàng cô gái, thân phận, tự nhiên sẽ không đơn giản. Bất quá, những chuyện này, hắn không dự định hiện đang suy nghĩ, hiện tại, hắn còn có một chuyện khác phải làm. Diệp Thần chậm rãi xoay người. Hướng về phía đang thừa dịp mọi người bị Sở Doanh phân tán sự chú ý, chuẩn bị bỏ chạy Ngô Hiền hai người, nhàn nhạt nói. Có phải hay không hẳn, đến phiên ngươi, tới thúc đẩy Nguyệt Môn. Nếu, Ngô Hiền muốn đánh cuộc, muốn hắn Diệp Thần quỳ xuống, như vậy, Diệp Thần, làm sao có thể vào lúc này, thả bọn họ đi đâu? Mọi người nhìn về phía chuẩn bị chạy trốn hai người, không khỏi vui vẻ cười to đứng lên. Này, ngươi xem, tên này. Không phải mới vừa rồi cái đó nói muốn đánh cuộc võ giả sao? Ha ha ha, mới vừa rồi cầm đánh cuộc chuyện, nói lớn tiếng như vậy, hiện tại, làm sao một bộ vội vã dáng phải đi? Thấy cái này học sinh mới, cái này loại nghịch thiên biểu hiện, thậm chí cũng đưa tới Sở lão bản, đổi lại là ta, cũng sẽ bị hù được chạy mất dạng chứ. Đang chuẩn bị rời đi Sở Doanh, nghe được mọi người nghị luận cũng không khỏi có nhiều thú vị xoay người lại. Đối với Diệp Thần tò mò hỏi, các ngươi, đánh cuộc là cái gì? Diệp Thần ngưng mắt nhìn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cố gắng khắc chế thân thể run rẩy Ngô Hiền, từng chữ nói, vị này Ngô sư huynh, tựa hồ đối với mình vô cùng là tự tin, không muốn cho phe thua, ngay trước mọi người quỳ xuống. Hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hoặc là nói, vị sư huynh này, có quỳ xuống cái thói quen tốt này. Vậy ta... Làm sao có thể để cho hắn bỏ qua tốt như vậy cơ hội đâu? Ngô sư huynh, xin mời. Ngô Hiền chặt chẽ trợn mắt nhìn Diệp Thần, hắn hiện tại, đều phải hận chết Diệp Thần, nhưng lại hết lần này tới lần khác cầm Diệp Thần, không có biện pháp nào. Dẫu sao, đánh cuộc này, đúng là hắn yêu cầu à? Ngô Hiền hiện tại, lòng muốn chết đều có. Mà Sở Doanh chính là cười duyên lên, vỗ tay nói. Thú vị. Thật thú vị, không nghĩ tới, Diệp Thần ngươi cho ta mang tới vui thú, còn không ngừng đem Nguyệt Môn hoàn toàn đẩy ra đơn giản như vậy à. Bên kia vị kia, chính là cái đó Ngô sư huynh chứ. Mau tới đây đi,
ta cũng không kịp đợi, kiến thức một chút cái này Ngô sư huynh bản lãnh. Chàng này đánh cuộc, chẳng biết có được không do ta, thành tựu trọng tài. Diệp Thần mỉm cười nói, lấy Sở tiên tử thân phận, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Sở Doanh cười hì hì nhìn sắc mặt bộc phát xanh mét Ngô Hiền nói, bên kia vị kia, người đối với ta làm trọng tài, có vấn đề gì không? Ngô Hiền cắn chặt hàm răng, hắn rất muốn nói, có, quá có. Ta căn bản cũng không cần cái gì trọng tài, bởi vì, ta căn bản cũng không muốn so sánh với. Ai sẽ muốn so sánh với, một chàng phải thua tỷ thí đâu. Hơn nữa, tỷ thí người thua, vẫn là phải ngay trước mọi người quỳ xuống. Nhưng mà, hắn dám đối với Sở Doanh như thế nói sao? Hắn trà trộn vào linh võ đại lục thượng lưu vòng, đối với cái này Vọng Nguyệt lâu thế lực sau lưng, nhưng mà có mấy phần hiểu. Trước mắt vị này đẹp như thiên tiên Sở tiên tử, hắn bối cảnh, nhưng mà một chút cũng không đơn giản. Vọng Nguyệt lâu, là linh võ đại lục bên trên một thế lực, phân bố mỗi cái nghề tổ chức khổng lồ, thậm chí, không sợ thần quốc. Có thể làm được loại chuyện như vậy thế lực, tự nhiên, vô cùng là bất phàm. Thậm chí có truyền thuyết, Vọng Nguyệt lâu và thần bí kia Cửu U quốc, quan hệ không cạn. Sở Doanh thành tựu thần hỏa học viện bên trong cái này Vọng Nguyệt lâu tử lầu chủ nhân, vậy tuyệt không thể nào là thông thường tồn tại. Hơn nữa, nàng vẫn là một người phong môn cảnh võ giả. Tu vi đạt tới phong môn cảnh, coi như là xuất thân lại võ giả bình thường, bất kỳ thế lực tu vi còn chưa đạt tới bịt cửa võ giả, cũng không dám đối với người như vậy bất kính, chí ít, Ngô Hiền không dám. Dẫu sao, phong môn cảnh, đã đủ để ở linh võ đại lục tự thành một ô. Ngô Hiền, đối mặt Sở Doanh chất vấn, chỉ có thể mạnh chống đối với nàng gật đầu nói, ta không có ý kiến. Sở Doanh gật đầu một cái, hướng về phía Ngô Hiền vẫy vẫy tay, Ngô Hiền thân thể, lại liền không có chút nào chống cự bị một cổ lực lớn dẫn tới tháng trước cửa. Sở Doanh cười nói, như vậy, mau bắt đầu đi, ta muốn xem, ngươi phải chăng, cũng có thể sáng tạo Diệp Thần như vậy kỳ tích, nếu như ngươi cũng có thể đem cái này Nguyệt môn hoàn toàn đẩy ra, ta làm chủ, để cho các ngươi hai bên, cũng miễn cho đánh cuộc trách phạt, ta cũng sẽ, cho ngươi một tấm thẻ vàng. Ngô Hiền hiện tại, thật là cũng sắp khóc, Sở Doanh lời nói mặc dù rất êm tai, nhưng là, rất hiển nhiên, nếu như hắn không bằng Diệp Thần mà nói, Sở Doanh, là không định bỏ qua cho hắn. Bất quá, Ngô Hiền dẫu sao là thần hỏa học viện đệ tử, hắn rất nhanh, liền mặt hiện kiên quyết vẻ, hiện tại, cũng chỉ có liều mạng. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết một cổ quái pháp ấn, cả thân hơi thở, bắt đầu đổi được tối tăm đứng lên, từng cơn hắc khí, từ Ngô Hiền trong cơ thể tản ra. Ngô Hiền phát ra một tiếng gào thống khổ, da dần dần thay đổi là đen thui vẻ, thậm chí liền hắn mắt trắng, đều hóa thành màu đen, mà nguyên vốn phải là màu đen con ngươi, nhưng ngược lại chuyển biến thành màu trắng. Lúc này Ngô Hiền, nhìn như hình dáng không nói ra được quỷ dị. Mà hơn nữa quỷ dị chính là, hắn hơi thở, đang bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng leo lên. Đây cũng là, vạn yêu cốc bí thuật, vạn yêu thân thể. Mà Ngô Hiền hơi thở, khi đạt tới trình độ cao nhất lúc đó, mới rốt cục, ngừng tăng trưởng. Hắn thô trọng thở hào hển, giơ hai tay lên, đem cả người linh lực ngưng tụ trong đó, giới vực lực lại là điên cuồng bùng nổ, ngừng mắt nhìn lần nữa đóng kín cửa thủy tinh phi. Hống, đột nhiên, Ngô Hiền bộc phát ra một tiếng giống to, hai tay nặng nề hướng Nguyệt môn vỗ tới. Ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ thần hỏa học viện, đều ở đây Ngô Hiền dưới cái vỗ này, chấn động lên. Một kích này thanh thế, lại là vô cùng là kinh người, vẫn còn ở Diệp Thần bên trên. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn Ngô Hiền, đối phương đầu tiên là thi triển bí thuật, tu vi ngay tức thì bạo tăng, tiếp theo, phát ra kinh khủng này nhất kích, để cho bọn họ, nguyên bản đối với Diệp Thần lòng tin, sinh ra một tia dao động. Cái này Ngô Hiền, cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại à. Mà Ngô Hiền đây, cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, ở nơi này bàng nhiên áp lực bên trong, Ngô Hiền, dường như ư đột phá mình cực hạn, mới vừa rồi một trường kia, cơ hồ, là hắn đời người tới nay, đánh ra lực lượng lớn nhất một trường. Tốc độ kia, lực lượng, cũng đạt tới mình đỉnh cấp, nói không chừng, thật là có vượt qua Diệp Thần có thể. Hắn trong lòng, cũng không ước chừng dâng lên tới vẻ mong đợi. Nhưng mà, Diệp Thần thấy Ngô Hiền biểu hiện,
nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị, ngược lại, treo mỉm cười nhàn nhạt. Cái này Ngô Hiền, mặc dù sử dụng bí thuật tăng lên tu vi lúc đó, để cho hắn có chút bất ngờ, bất quá hắn trình độ, bây giờ nhìn lại, cũng không quá như vậy mà thôi. Mà đứng ở Diệp Thần bên cạnh Sở Doanh, cũng là khẽ lắc đầu, nàng vậy không phủ nhận, Ngô Hiền lực lượng, quả thật không nhỏ, nhưng là, nàng biết, Ngô Hiền, đã thua. Muốn hoàn mỹ mở ra Nguyệt Môn, cũng không phải là, chỉ có rất lực là đủ rồi. Còn cần, đối với lực lượng, vô cùng là chính xác khống chế. Có lẽ Ngô Hiền lực lượng, đạt tới hoàn mỹ đẩy ra Nguyệt Môn tầng thứ, nhưng là... Đối với lực khống chế, so với Diệp Thần, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Quá kém. Nguyệt Môn cửa thủy tinh phiến run lên, cũng là lấy tốc độ cực nhanh, hướng hai bên mở ra. Mà mọi người nhìn chằm chằm vậy Nguyệt Môn cửa thủy tinh phiến, trong vòng thời gian cực ngắn này, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Rốt cuộc, ngay tại sắp phải hoàn toàn rộng mở vị trí, Nguyệt Môn hai phiến cửa thủy tinh, hoàn toàn dừng lại. Trước vọng Nguyệt Lâu, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy vậy bất động cánh cửa, Ngô Hiền phát ra nhất kích, lại, vẫn là bại bởi Diệp Thần. Diệp Thần lực lượng, kết quả khủng bố đến tầng thứ gì? Mọi người cảm thấy, đầu óc của bọn họ tăng tăng, một hồi choáng váng, cơ hồ, đều phải bị cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, rung động đến không cách nào suy tư. Mà Vương Tử Hân, lúc này, cũng là mặt xám như cho tàn, Ngô Hiền thua, thật thua, tức sử dụng chân quý cực kỳ bí thuật, cho dù có tinh khiếu đỉnh cấp tu vi, lại, vẫn thua. Xem ra Linh Tiên Đế Cung nắm giữ tin tức xa xa không đủ. Diệp Thần và Linh Vận Phó Cung Chủ một năm ước hẹn, kết quả thật vẫn khó liệu. Đây là, Sở Doanh lãnh đạm mở miệng nói, chàng này đánh cuộc, Diệp Thần thắng. Mà nghe được Sở Doanh thanh âm, Ngô Hiền, liền tựa như nghe được quan tòa tử vong tuyên án vậy, hoàn toàn, lâm vào tuyệt vọng bên trong, hắn trống rỗng, cặp mắt vô thần, nhìn về phía Diệp Thần. Đối với, là một đôi tràn đầy kiêu ngạo, lại vô cùng là lạnh như băng ánh mắt. Trong nháy mắt, Diệp Thần bóng người, ở Ngô Hiền trong mắt, đổi được vô cùng là cao lớn, vô cùng là kinh khủng. Tựa như, mình chỉ là một con kiến hôi, mà Diệp Thần, chính là cao vút trong mây người khổng lồ. Con kiến hôi, nếu không phải cẩn thận chọc giận người khổng lồ, sẽ có kết quả gì? Có lẽ, con kiến hôi thế giới, cả thế giới, cũng sẽ bị phá hoại hầu như không còn chứ. Diệp Thần hướng về phía Ngô Hiền nói, ngươi... có phải hay không nên thực hiện đánh cuộc? Ngô Hiền loại người này, không đáng giá được đạt được hắn thương hại, bất kỳ một người nào, xúc phạm người hắn, cũng phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Sở Doanh cũng là cười mỉa thúc giục, nếu là ngươi nói lên đánh cuộc, như vậy, cũng nhanh chút bắt đầu thi hành chứ. Nàng đối với Ngô Hiền quỳ xuống, vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Một cái tinh khiếu võ giả, đối với một cái vận may võ giả quỳ xuống. Thú vị như vậy chuyện, ai không muốn thấy thế nào? Ngô Hiền biết, hắn xong rồi. Từ đây, hắn lại cũng không ngốc đầu lên được. Thậm chí Vạn Yêu Cốc vinh dự vậy quét sân. Hắn một mực tổ chức vòng, đạt được sau khi tin tức này, vậy sẽ bắt đầu bài xích hắn. Đây chính là một cái, như vậy lạnh lùng, hiện thực như vậy vòng. Mà cái vòng này, đã từng, là hắn nơi tin tưởng hết thảy, là hắn theo đuổi hết thảy. Là hắn thân phận tượng trưng, là hắn kiêu ngạo nguồn. Nhưng mà hiện tại, cũng xong rồi, liền bởi vì trước mắt Diệp Thần. Cái này, nguyên bản hắn nơi xem thường thanh niên. Ngô Hiền trong mắt, để lại một nhóm nước mắt, hắn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, phốc thông một tiếng, quỳ xuống trước Diệp Thần trước người. Đây cũng không phải bởi vì hắn quyết định muốn quỳ. Mà là, ở hắn tâm thần tan vỡ lúc đó, đã không nhịn được mình thân thể. Theo bản năng quỳ xuống. Diệp Thần lạnh lùng nhìn quỳ xuống ở trước người Ngô Hiền, mở miệng nói. Ta quả thật, xuất thân phổ thông, không có người cái gọi là gia thế. Hắn từ bước lên tu đạo đường, từng bước một đi tới, dựa vào đều là chính hắn. Không có gia tộc chống đỡ, không có huyết thân nâng đỡ, hắn mới có thể có ngày hôm nay, dựa vào không phải cái gì thủ đoạn giao thiệp, hoặc là tràn đầy quý khí ngôn hành cử chỉ, mà là... Dựa vào hắn thuở nhỏ vì sanh tồn đánh giết mà rèn luyện ra, sắt thép vậy ý chí, không bao giờ khuất phục tinh thần. Hiện tại, ta liền phải ở chỗ này nói cho ngươi,
Người cái gọi là gia thế, cái gọi là bối cảnh, ở ta xem ra, không đáng giá một đồng. Ta Diệp Thần một người, chính là gia thế, chính ta, chính là bối cảnh. Ngươi lấy là, gia thế của ngươi xuất thân, có thể để cho ngươi cao nhân một các loại, có thể miệt thị người khác. Cực kỳ buồn cười. Ngươi, bất quá là một bị hư vinh che đôi mắt sốt nát thằng hề thôi, cho dù các ngươi cố gắng như thế nào từ mang giá trị con người, vậy không thay đổi được các ngươi vậy hèn mọn bản chất. Hiện tại, ngươi quỳ xuống ta trước mặt, chính là tốt nhất chứng minh. Ngươi nhớ, bất luận ngươi có như thế nào gia thế tốt lắm cùng bối cảnh, trên thế giới này, còn có người vĩnh viễn cũng không thể mạo phạm tồn tại. Những người này, không phải dựa vào ngươi cái gọi là gia thế, liền có thể cân nhắc. Ngô Hiền nghe vậy, lại là đạo tâm kịch liệt rung động, hắn phát ra một tiếng vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, thần hồn hí, ngay tức thì ngất đi. Tất cả mọi người, cũng vô cùng rung động nhìn Diệp Thần, trong chốc lát, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần không có đối với Ngô Hiền ra tay. Nhưng mà, chỉ bằng hắn lời nói, Ngô Hiền, thì trở thành cái này thê thảm bộ dáng. Cái này, thật là quá khủng bố, quá quỷ dị à. Mọi người run rẩy nhìn Diệp Thần, cái này tạo hóa cảnh thiếu niên, lại để cho những thứ này ngang dọc linh võ đại lục những thiên tài, từ linh hồn bên trong, dâng lên thấy lạnh cả người. Người ở tại tràng, chỉ có le que mấy người, hiểu được để chuyện gì xảy ra. Diệp Thần, mặc dù có thể lời nói, sẽ để cho Ngô Hiền biến thành bộ dáng này, là bởi vì là, hắn mới vừa rồi nói lời nói bên trong, mang mãnh liệt thần tính. Cái này tràn đầy thần tính tiếng nói, đánh trúng Ngô Hiền trong lòng chỗ hiểm, trong nháy mắt, liền ăn mòn hắn đạo tâm, ở hắn thần hồn bên trong, để lại dấu vết. Diệp Thần vậy tràn đầy thần tính dấu vết, thật sâu khắc vào liền Ngô Hiền thần hồn bên trong, cho dù là phong môn cảnh võ giả ra tay, cũng không khả năng đem lao tiêu. Nguyên bản, chỉ là đối với Diệp Thần cảm thấy hứng thú sở doanh, bây giờ nhìn Diệp Thần ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi. Nàng lai lịch phi phàm, gặp qua rất nhiều ngày tư siêu tuyệt, khó có thể tưởng tượng thiên tài, nhưng là, có thể xem Diệp Thần như vậy, làm được loại chuyện như vậy người, có thể nói là ít chi lại càng ít. Ở trong ấn tượng của nàng, sợ rằng chỉ có một người, mới có thể làm được chứ. Mà chính nàng, vậy tu luyện có thần tính lực, nhưng mà, cho dù nàng có phong môn cảnh sơ kỳ tu vi, tự hỏi, cũng không cách nào xem Diệp Thần vậy, đem thần lực vận dụng đến như vậy bước. Một lời một hành động ẩn chứa đạo lực, ảnh hưởng sinh linh, trừng vận mệnh. Đây cơ hồ, là chỉ có vậy chân chính thần ma, mới có thể làm được chuyện à. Loại cảnh giới này, dựa hết vào tu luyện, là rất khó đạt tới. Chỉ có tuyệt thế thiên tư, có thể so với thần ma siêu cấp yêu nghiệt, mới có thể thực hiện. Mà Diệp Thần, chính là như vậy tồn tại. Sở Doanh nhìn Diệp Thần, một đôi mắt đẹp, không khỏi dần dần sáng lên. Nguyên bản, nàng lấy là, tối nay trước vọng nguyệt lâu khúc nhạc đệm, bất quá là cho nàng nhàm chán ban đêm, mang đến một tia thú vị bất ngờ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, cái ý này bên ngoài, cho nàng mang tới, là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Doanh rất đẹp, xuất thân bất phàm, tự nhiên, người theo đuổi cũng là không đếm xuể, nhưng là, cao ngạo nàng, nhưng cho tới bây giờ không có chân chính động tâm qua. Có thể hiện tại, ở nơi này mình vì tiêu khiển mà tổ chức trước vọng nguyệt lâu, Sở Doanh vậy yên ả không sóng lòng, lần đầu tiên, bởi vì một người nam tử, mà dạo dực nổi lên tí ti rung động. Tên này kêu Diệp Thần, để cho nàng vô cùng tò mò, để cho nàng vậy nhìn không thấu thanh niên. Tên này tu vi chỉ có tạo hóa cảnh, nhưng cho thấy vậy vô cùng kinh khủng tiềm lực thiên tài. Mà nay đêm, ở trước vọng nguyệt lâu, những thứ này ở tương lai, đem sẽ quét linh võ đại lục những thiên tài, đều nhớ một cái tên, một cái, để cho bọn họ cả đời khó quên tên chữ. Diệp Thần. Vương Tử Hân mang Ngô Hiền sau khi rời đi, Sở Doanh đối với Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, ngươi và các bạn ngươi, là tới vọng nguyệt lâu ăn cơm chứ? Diệp Thần mỉm cười nói, dĩ nhiên, chúng ta, tổng không phải là tới đẩy cửa chơi chứ. Sở Doanh đột nhiên không cố kỵ chút nào kéo Diệp Thần, một bên dẫn hắn hướng vọng nguyệt lâu đi tới, một vừa cười nói. Theo để ta đi, ta mang các người đi vọng nguyệt lâu tầng chót dùng cơm, nơi đó, nhưng mà chỉ tiếp đãi ta bạn tốt nha. Liền liền giống vậy khách quý,
cũng không thể đi vào. Nàng động tác vô cùng tự nhiên, lại tựa như và Diệp Thần quen nhau đã lâu như nhau. Tất cả mọi người là sững sốt một chút. Liền Diệp Thần, đều có chút không rõ cho nên, bất quá, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Người phụ nữ này rất thần bí, hắn hiện tại phải xác định, người này và ma đế kết quả quan hệ thế nào. Phong Thanh Dương lúc này, cũng ở đây Diệp Thần đầu óc bên trong cười nói, thằng nhóc, xem ra, ngươi lại trêu chọc phải một cái không được người phụ nữ à, ta đây muốn xem, tương lai có một ngày, có phải hay không liền chân chính thần nữ, cũng sẽ đối với ngươi coi trọng. Diệp Thần cười khổ nói, đối với ta coi trọng, làm sao có thể, ta và Sở Doanh, bất quá là mới vừa quen chứ. Phong Thanh Dương cười nói, ngươi không hiểu, người phụ nữ, đều là cảm tính sinh vật, liền liền chín tầng trời thần nữ cũng giống như vậy, nếu như ngươi hấp dẫn tới các nàng. Coi như chỉ là nghe nói qua liên quan tới ngươi lời đồn đãi, đều có thể sẽ yêu ngươi. Diệp Thần liếc một cái Phong Thanh Dương, xem ra Phong tiền bối là lão tài xế. Phong Thanh Dương kinh ngạc nói, vì sao là tài xế? Diệp Thần nhìn một cái rát mình Sở Doanh, chẳng lẽ, cái này lai lịch thần bí, tu vi cao tuyệt cô gái, thật vừa ý hắn. Cũng hoặc là bởi vì là, hắn trên người có ma đế hơi thở. Lúc này mới có hảo cảm. Hắn ánh mắt vạch qua Sở Doanh bị cái khăn che mặt bao phủ gương mặt, đột nhiên có một loại xung động, đem đối phương khăn che trên mặt tháo xuống. Rất nhanh, ở Sở Doanh dưới sự dẫn dắt, mọi người liền đi tới Vọng Nguyệt Lâu tầng chót. Vọng Nguyệt Lâu vốn chính là một người vô cùng là phong nhã chỗ, hắn trang hoàng cách cục, đều là tinh xảo cực kỳ, nhưng mà, và cái này Vọng Nguyệt Lâu tầng chót một so. Liền tựa như chỉ là bên đường tùy ý có thể thấy được quán rượu một loại. Cho dù là xuất thân thế lực cao cấp hình tử đường, cơ huyền các người, cũng không khỏi, bị trước mắt nhìn thấy một màn, rung động. Đẹp, quá đẹp. Mặc dù vẫn là bằng gỗ mặt tường, bệ cửa sổ, bàn ghế, thật giống như, không chỗ gì đặc biệt vậy. Nhưng mà, những thứ này trang sức cùng kiến trúc, nhưng hoàn mỹ dung hợp một thể, chút nào không một tia một hào không cân đối chỗ. Ở từ cửa sổ trên mái nhà bắn tới ánh trăng thổi phồng lên, lại tản mát ra một loại phảng phất tiên nhân chỗ ở giống vậy không khí. Có thể ở chỗ này uống rượu ăn uống, không chỉ là một loại hưởng thụ, thậm chí, đối với tâm cảnh rèn luyện, đạo vận lĩnh ngộ, đều sẽ có tăng lên. Cái này nhìn như bình thường Vọng Nguyệt Lâu tầng chót, tuyệt đối, không phải xuất từ phàm tục tay. Diệp Thần ánh mắt lướt qua Vọng Nguyệt Lâu tầng chót, cũng là con người co giúp lại. Có thể thiết kế ra Vọng Nguyệt Lâu tầng chót người, hắn tu vi, nhất định vẫn còn ở phong môn bên trên. Nói cách khác, vị này Sở Doanh xây dựng Vọng Nguyệt Lâu tầng chót người, đang đối với đạo vận cùng trận pháp, xây chi đạo lên, còn phải có sâu đậm lĩnh ngộ. Như vậy tồn tại, cho dù ở nhất lưu thế lực bên trong, đều là thái thượng trưởng lão như vậy tồn tại, làm sao có thể, tùy tiện làm người xây cất tử lầu. Cái này Sở Doanh lai lịch, sợ rằng... So hắn tưởng tượng, hoàn còn đáng sợ hơn. Sở Doanh dẫn mọi người đang một trương vạn niên làm tượng gỗ chắc mà thành cái bàn tròn trước ngồi xuống, mỉm cười nói. Các ngươi chờ chốc lát, ngày hôm nay, ta tự mình xuống bếp, mời các ngươi nếm thử một chút tay nghề ta. Nói xong, không cùng mọi người nói chuyện, thì đã đi ra ngoài cửa. Sở Doanh sau khi rời đi, hình tử đường không khỏi rất đúng Diệp Thần cười trêu nói, Diệp huynh à. Chúng ta thật là dính ngươi quang, mới có may mắn thưởng thức được như vậy thiên tiên lớn như vậy người đẹp tự tay nấu nướng món ăn ngon món ngon à. Diệp Thần cười khổ nói, tại sao lại kéo đến trên người ta, chỉ là, Sở tiên tử nhất thời hưng khởi thôi. Mà cơ huyền và hình tử đường, thì ở một bên nhẫn không ngừng cười trộm. Rất nhanh, Sở Doanh liền tự mình bưng từng đạo sắc mùi thơm đầy đủ món ngon, bày đến Diệp Thần cùng trước mặt người, trong chốc lát. Chú ý của mọi người lực, cũng bị những thứ này thức ăn ngon hoàn toàn hấp dẫn. Không thể không nói, Sở Doanh thân phận, tựa hồ vô cùng là không đơn giản, nhưng là, hắn tài nấu nướng, nhưng là tinh xảo đến không thể lại tinh xảo. Những thức ăn này, lại so phòng ăn thiên khu thức ăn ngon, hơn nữa món ăn ngon. Thật là linh võ đại lục trình độ cao nhất thức ăn ngon. Mà Sở Doanh mình, vậy ngồi xuống phòng tiệc. Cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui, giống như bằng hữu vậy, hoàn toàn không có phong môn cường giả cái khung. Làm Diệp Thần nhắc tới, mình không lâu sau,
muốn đi theo viện trưởng, đi Cửu U quốc sau đó, Sở Doanh lại là mắt đẹp lóe lên sắc mặt vui mừng nói. Diệp thần, người cũng phải đi cho Cửu U quốc cửu công chúa chúc thọ sao? Quá tốt, ta cũng phải đi, vừa vặn ta muốn xin nhờ viện trưởng cùng ta kết bạn đồng hành, như vậy, đường đi bên trong, cũng sẽ không tịch mịch. Người cũng phải đi Cửu U quốc sao? Diệp thần trong lòng suy đoán càng ngày càng sáng tỏ, Cửu U quốc, cũng không phải là ai cũng có thể đi, xem bốn đại đế quốc hoàng thất, bốn đại học viện viện trưởng cùng với cao cấp thiên tài, mới có tư cách tham gia, Sở Doanh nhưng cũng muốn đi trước Cửu U quốc chúc thọ. Sở Doanh có chút thần bí cười nói, đúng nha, người khẳng định, thật là tò mò ta thân phận chứ. Bất quá, ta thân phận cho tới bây giờ cũng không biết nói cho người ngoài. Diệp thần không khỏi có chút im lặng, cái này nhìn giống như tiên tử giống vậy phong môn nữ tu, lại là vọng nguyệt lâu chủ nhân, ở Diệp thần trước mặt, nhưng biểu hiện được giống như là thiếu nữ vậy. Sau khi cơm nước xong, mấy người liền chuẩn bị rời đi. Diệp thần, nhẹ dừng bước. Cơ Huyền và Hình Tử Đường nghe được cái này thanh âm, đánh chụp Diệp thần bả vai, một bộ ngươi hiểu dáng vẻ nói, Diệp huynh, giữ ở mức độ vừa phải. Diệp thần không để ý tới sẽ, hắn dừng bước lại, lần nữa trở lại bên trong. Sở Doanh tay thanh tú động một cái, cửa đóng chặt. Một đạo thanh thơm ở cả nhà phun trào. Sở Doanh mắt đẹp lưu chuyển, là Diệp thần rót một ly trà, Diệp thần, có chuyện, ta muốn đơn độc hỏi ngươi. Diệp thần cầm ly trà lên, khẽ mỉm cười, cái gì? Sở Doanh đứng lên, một tia khí tức lạnh như băng lưu chuyển, nói thẳng, Diệp thần, người có thể đi qua ma vực. Vì sao người thân xác sẽ là ma khu? Người rốt cuộc là ai? Còn nữa, trên mình ngươi vì sao có vị kia thượng cổ chết người hơi thở? Nghe đến chỗ này, Diệp thần hoàn toàn xác định, cái này Sở Doanh tất nhiên là ma vực người. Hơn nữa tuyệt đối là ma đế muốn hắn tìm người. Diệp thần đứng lên, hai tròng mắt đối mặt, ngay cả là phong môn cường giả vậy không sợ hãi chút nào. Hồi lâu, hắn mở miệng nói, ta là ma đế, đồ ở ngươi cái này. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một chuôi mang vô tận ma khí kiếm lạnh lẽo liền rơi vào Diệp thần trên cổ, làm nhục ma đế, tự tìm cái chết. Hàn đến cốt tủy sát ý hoàn toàn bao phủ Diệp thần. Sống chết. Chạm một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, vạn kiếm đế cung. Băng kiếm thánh vương chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, thu tay về, hắn nhìn trước mặt Kỳ Lâm, lắc đầu một cái, tiên thiên độc thể lại thật xuất hiện. Cũng may cái này tiên thiên độc thể đứng ở Diệp thần bên này, nếu là bị thần quốc nắm trong tay, Diệp thần nguy hiểm. Chỉ tiếc, cái này tiên thiên độc thể cố nhiên thức tỉnh, tiểu nha đầu này tu vi nhưng chống đỡ không nổi cái này đáng sợ độc thể. Diệp thần sau này càng ngày sẽ càng khó khăn, phải nghĩ biện pháp để cho cái này bé gái tu vi mau sớm tăng lên, như vậy mới có thể chân tránh ý nghĩa lên giúp Diệp thần. Ngay tại lúc này, Kỳ Lâm chật vật mở mắt ra. Làm nàng mắt to thấy băng kiếm thánh vương thời điểm, liền vội vàng ngồi dậy, Diệp thần đâu? Băng kiếm thánh vương cười một tiếng giải thích, hắn đi thần hỏa học viện, đến lúc đó sẽ đến tìm ngươi. Thần hỏa học viện ở đâu, ta cũng phải đi. Vừa nói Kỳ Lâm liền dự định đứng dậy đi tìm Diệp thần. Mấy ngày này hôn mê để cho nàng nghĩ thông suốt một chuyện, càn khôn sát vực bên trong, Diệp thần quá mức chói mắt. Bây giờ Diệp thần đã đủ cường đại. Mà Diệp Lạc Nhi bị người mang đi sự việc, nàng một người cuối cùng không cách nào đối mặt. Cũng nên nói cho Diệp thần. Chậm một ngày, Lạc Nhi tỷ tỷ liền có thể gặp nguy hiểm. Chỉ là, một khi nói cho Diệp thần. Sợ rằng lại là một hồi máu mưa gió tanh. Không quản được. Băng kiếm thánh vương lắc đầu một cái, ngươi không phải thần hỏa học viện học sinh, không có tư cách vào đi, chỉ có ở nơi này cùng Diệp thần. Kỳ Lâm có chút phiền não, trực tiếp hướng ngoài cửa đi, cái gì phá quy củ, trường học dở tệ. Mới vừa đi tới vậy, Kỳ Lâm nghĩ tới điều gì, con ngươi nhìn về phía băng kiếm thánh vương, nói cái đó, ngươi giúp ta một chuyện thôi. Người có cái gì không thuật pháp có thể tra xem trước đây thật lâu sự tình phát sinh, muốn cấp bậc rất cao như vậy. Băng kiếm thánh vương chân mày đông lại một cái, vẫn là chỉ điểm một chút ở Kỳ Lâm ấn đường, rất nhanh, Kỳ Lâm lộ ra một đạo vui sướng diễn cảm. Cảm ơn, ta đi ra ngoài mấy ngày, điều tra một ít chuyện tình. Cùng Kỳ Lâm sau khi biến mất, một đạo thân ảnh xuất hiện ở băng kiếm thánh vương chừng.
Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là Càn Khôn Sát Vực bị thương Băng Xương Kiếm Thần. Chỉ bất quá giờ phút này Băng Xương Kiếm Thần thương thế khôi phục xong hết rồi, tu vi mặc dù không đạt tới đỉnh cấp, nhưng vậy mạnh mẽ. Cung chủ, Băng Xương Kiếm Thần nói, Vạn Kiếm Đế Cung hiện tại lấy băng kiếm vi tôn, băng kiếm tự nhiên trở thành mới cung chủ. Băng Kiếm Thánh Vương nhìn Kỳ Lâm biến mất bóng người nói thẳng, người đi theo cái này nha đầu, không phải nhường nàng xảy ra chuyện. Không tới thời khắc nguy cơ, không nên ra tay. Hắn nhân quả đã cùng Diệp Thần tương liên, không muốn quá độ nhúng tay. Cung chủ. Băng Xương Kiếm Thần biến mất. Cùng toàn bộ đền chỉ còn lại Băng Kiếm Thánh Vương một người thời điểm, băng kiếm đi tới trước bàn đá, bày ra một bàn cờ. Tay cầm cờ đen, vừa định rơi xuống, mở miệng nói, Vĩnh Lão, thằng nhóc kia ở Thần Hỏa Học Viện như thế nào? Dứt lời, hư không nứt ra, một cái cầm bầu rượu ông già cười hì hì đi ra. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, đặt mông ngồi ở băng đá bên trên, thuận tay cầm ra một viên cờ trắng. Thằng nhóc kia không cần lo lắng, chứ gây chuyện tật xấu nhiều một chút, không có gì đáng ngại. Hiện tại hắn thực lực, chỉ cần không đụng gặp những người đó, cũng không quá sẽ xảy ra chuyện. Băng Kiếm Thánh Vương rơi xuống một con cờ, đổi câu chuyện, đột nhiên nói, nếu như trước thời hạn dự gặp những người đó đâu. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩn ra, do dự chốc lát, tiếp tục nói, đó chính là mạng hắn ở giữa kiếp nạn. Theo ta biết, Thần Hỏa Học Viện Cát Thanh đã mời thằng nhóc kia đi Cửu U Quốc. Vậy trận Cửu U Quốc đại yến, tất cả mang ý xấu, mưa gió phun trào à, không biết thằng nhóc này có thể ở bên trong đóng vai như thế nào nhân vật. Nếu như chết, vậy thì tiếc nuối, nếu như cơ duyên, ngược lại cũng là chuyện tốt. Thằng nhóc này bên người có người ta còn chưa đủ à? Nếu là có Cửu U Quốc trợ lực, có thể sẽ an toàn rất nhiều. Ta đi chuyến thần quốc và Thiên Đạo Cung bên kia đã đang truy xét tiểu tử này. Có một số việc, ta muốn đè vậy không đè xuống được, để lại cho thằng nhóc kia thời gian không nhiều lắm, ai? Băng Kiếm Thánh Vương trong mắt mang một tia sát ý, bất kể như thế nào, Diệp Thần là ta học trò, ta duy nhất thừa nhận học trò. Những người đó như muốn động hắn. Trước từ ta Băng Kiếm Thánh Vương trên thi thể bước qua đi. Dứt lời, lòng bàn tay con cờ vỡ vụn, hóa là bột. Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng không dự định đánh cờ, nhìn một cái Kỳ Lâm rời đi phương hướng, vậy bé gái đâu? Băng Kiếm nhàn nhạt nói, hỏi ta muốn cái thuật pháp, nói là đi điều tra chuyện. Vĩnh Hằng Thánh Vương thân thể ngẩn ra, thần sắc ngưng trọng, uống một hớp rượu, chậm rãi nói, chuyện này, người ta đều không thể nhúng tay. Phỏng đoán Diệp Thần rất nhanh liền phải biết Long Lạc Nhi chuyện. Trận đánh này, muốn nói trước à? Thánh Long gia tộc nhưng mà Cửu Thiên Thần Long Điện và Thần Quốc giữa duy trì, Long Lạc Nhi sau lưng đại biểu lực lượng. Cũng không phải là một người có thể dung chuyển. Thằng nhóc này, chạm đến những tên kia lợi ích, sợ là phải chọc phá trời. Băng Kiếm Thánh Vương nghe đến chỗ này đột nhiên cười, Vĩnh Lão, Diệp Thần có thể còn có một cái tên chữ. Diệp Thí Thiên. Hắn lấy tên này bắt đầu, liền đại biểu hắn thái độ. Thiên như xúc hắn nghịch lân, hắn liền thí thiên, đạp bể lăng tiêu. Vọng Nguyệt lâu bên trong. Bầu không khí ngưng trọng. Sở Doanh tay cầm trường kiếm, tùy thời có khả năng động thủ. Mà Diệp Thần nhìn trước mặt kiếm, hoàn toàn không có hốt hoảng. Nếu như Sở Doanh không nhúc nhích kiếm, hắn có thể hoàn không cách nào hoàn toàn xác định Sở Doanh và ma đế quan hệ giữa. Bây giờ nhìn lại, coi như Sở Doanh không phải ma đế người muốn tìm, vậy dẫu sao là quan tâm ma đế tồn tại. Sở Doanh nhìn Diệp Thần không sợ chút nào, đôi mi thanh tú một nhăn mày, ngươi không sợ ta giết ngươi. Coi như ngươi là Thần Hỏa Học Viện học sinh, ta giết ngươi, Thần Hỏa Học Viện cũng sẽ không cầm ta như thế nào. Thậm chí, Thần Hỏa Học Viện không dám quá nhiều điều tra. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, một ly trà xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, ngươi làm một cô gái, vì sao gấp gáp như vậy? Nếu như ta thật là ma đế đâu? Sở Doanh trong mắt lửa giận cháy, lại cũng không có trước khi phong tình vạn loại. Diệp Thần, ngươi tự tìm cái chết. Một giây kế tiếp, nàng liền dự định động kiếm. Nhưng mà, một đạo uy nghiêm không câu chấp thanh âm đột nhiên vang lên. Ma, lấy máu nhiễm thương khung,
khí phách thiên địa đong đưa. Ma, dám cười tam giới đế, kiếm hủy thiên đạo cung. Ma linh tử cũng từng quỳ ta, mà ngươi nhưng cầm kiếm muốn giết ta. Lời này vừa nói ra, Sở Doanh kiếm dừng lại. Nàng vậy mắt đẹp viết đầy hoảng sợ và khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp thần hai tay chắp sau lưng, ma khu mở ra, vô tận ma khí vẩn quanh. Giờ khắc này, Sở Doanh lại có chút dao động. Một màn này, quá quen thuộc. Và cửu u quốc bộ kia bức họa giống nhau như đúc. Đó là dung chuyển thiên địa cao nhất ma đế à? Chẳng lẽ ma đế thật không có chết? Sống lại đến cái này người thanh niên trên mình. Nàng kiếm đang run, thân thể đang run, ngực gợn sóng vĩ đại để cho người mơ tưởng viễn vong. Mà Diệp thần xoay người, cười một tiếng, ta là không phải ma đế không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trên mình ngươi có phải hay không có ma đế đồ. Có thể khôi phục chân thân tồn tại. Nghe được câu này, Sở Doanh ngón tay bắt pháp quyết, thiết lập một đạo che đậy bình phong che chở, sau đó trở về Diệp thần trước mặt, ta rõ ràng ngươi trong giọng nói ý nghĩa, nhưng là vật kia không có ở đây bên người ta. Ở cửu U Quốc, ta hiện tại sẽ không đem ngươi làm địch nhân, cũng sẽ không đem ngươi làm ma đế, dẫu sao chuyện này sự quan trọng đại. Ta sẽ phái người đi một chuyến ma đế cố bên trong tìm ma linh tử, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Rất hiển nhiên, Sở Doanh cố nhiên tin Diệp thần hơn nửa, nhưng là nàng vẫn là vô cùng cẩn thận. Quan hệ đến ma đế sự việc, cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Mấu chốt nàng không muốn tin tưởng, ma đế còn sống. Được, bọn ta dậy. Nếu vật kia ở cửu U Quốc, chuyến này là phải đi. Diệp thần đi ra bên ngoài, đi tới cửa, đột nhiên ngừng lại, chuyện hôm nay, không có gì phát sinh. Ta vẫn là cái đó thần hỏa học viện phổ thông học sinh mới Diệp thần, mà ngươi, vẫn là cao cao tại thượng vọng nguyệt lâu người trưởng đà. Nói xong, Diệp thần liền rời đi. Sở Doanh nhìn Diệp thần rời đi bóng người, rơi vào trầm tư. Nàng dự cảm đến, cái này thần bí thanh niên xuất hiện, sợ rằng phải chấn động cửu U. Ma đế nếu thật còn sống, hôm nay lời nói lưu truyền đi, sợ rằng thần hỏa học viện cũng phải tao ương. Liền đương thời chuyện chưa bao giờ phát sinh đi. Diệp thần rời đi sau đó, trong đầu đột nhiên truyền tới phong thanh dương thanh âm, cô gái này thể chất đặc thù, thiên sinh ma khu, không thể cứu vãn được à. Thiên sinh ma khu, Diệp thần ngẩn ra. Đồ chơi này không phải hậu thiên sao, còn có thiên sinh. Phong Thanh Dương gật đầu một cái, ta cũng có chút kinh ngạc, chắc hẳn cô gái này ở ma vực địa vị không bình thường à. Ma vực ra đời, lại có thể ở thần hỏa học viện thiết lập vọng nguyệt lâu, thủ bút này, không phải vậy thế lực có thể làm được. Diệp thần nghĩ tới điều gì, tò mò đến, cái này Sở Doanh có phải hay không là ma đế bị kẹt nữ nhi. Phong Thanh Dương cười lạnh một tiếng, đó cũng không phải. Bất quá ma vực quá phức tạp, người tốt nhất lưu chút lòng. Cô gái này cố nhiên vô hại, nhưng là sau lưng nàng nơi đại biểu lợi ích. Phong Thanh Dương không có tiếp tục nói hết, Diệp thần tự nhiên rõ ràng. Phong tiền bối, ta tiếp theo nên làm cái gì? Diệp thần hỏi. Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, nói thần hỏa học viện mạnh mẽ đang cùng hắn linh mạch nghịch thiên. Hơn nữa là linh võ đại lục thập đại linh mạch một trong, như cơ duyên này, ngươi lại có thần hỏa học viện viện trưởng Cát Thanh Đồ, không ngại đi một lần. Được. Diệp thần đi học viện bên trong một cái hướng khác đi. Tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, hắn không thỏa mãn, cũng nên tiến vào thần hỏa học viện linh mạch căn nguyên chỗ, tiến hành tu hành. Mà cùng lúc đó, thần hỏa học viện sau núi bên trên, nào đó chỗ vách đá bên bờ, ngồi xếp bằng một người nam tử. Ở chàng trai bên người, lượn lờ tí ti mây mù, sương mù bên trong, mơ hồ có thể thấy một thanh kiếm hình hư ảnh, hiện lên ở chàng trai sau lưng. Nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng ở cái này vách đá lên, tựa như cùng cái này vách đá hợp làm một thể, hắn cả người không có tản mát ra linh lực chút nào chập chờn, nhưng là thanh trường kiếm kia hư ảnh, nhưng thủy chung trôi lơ lửng ở hắn sau lưng, hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán. Đột nhiên, sương mù loạn lên, mơ hồ bên trong, hiện ra một đạo thân ảnh, hướng nam tử đi tới. Nam tử cặp mắt bỗng mở ra, trong mắt bộc phát ra vô cùng là bén thần quang. Cả người tựa như một chuôi xuất khiếu bảo kiếm vậy, bén không thể đỡ. Đồng thời, nguyên bản trôi lơ lửng ở sau lưng hắn trường kiếm,
vậy ngay tức thì thoáng qua một tia hàn mang. Hướng nam tử đi tới bóng người dừng chân một cái, một giọt mồ hôi lạnh vạch qua hắn trán, ngay tại nam tử mở hai mắt ra nháy mắt tức thì, vần quanh ở hắn quanh thân, những cái kia nhìn như khinh bạc vô hại mây mù, lại giống như là từng chuôi thần binh lợi khí vậy, tản ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Nam kia tử hướng bóng người nhìn một cái, mỉm cười nói, Tuệ Minh, nguyên lai là ngươi, lần này tới tìm ta, có chuyện gì không? Phương vừa mở miệng, vậy bao phủ vách đá mây mù, lại bỗng nhiên bây giờ, tràn vào chàng trai trong cơ thể, hóa là vô hình. Cái này phiến biển sương mù, lại là nam tử ngưng luyện kiếm khí biến thành thành vật. Tên nam tử này tử nhìn qua rất trẻ tuổi, cả người bạch bào, mặt mũi phổ thông, vóc người trung đẳng. Lại tựa như một người tùy ý có thể thấy được thanh niên. Nếu nói là có dị thường gì nói, đó chính là chàng trai một đôi mắt. Cặp mắt kia, rất sáng. Cùng chàng trai bề ngoài không cùng, hắn tu vi, cho dù ở con rồng này phượng tụ tập thần hỏa học viện bên trong, vậy có thể nói là vô cùng là xuất chúng tồn tại. Người này, lại là một người nửa bước phong môn võ giả. Cố nhiên hoàn thuộc về tinh khiếu. Nhưng cái này là tinh khiếu gần gũi nhất bịt cửa tồn tại. Hắn, chính là thần hỏa học viện, năm hai thiên tài xuất sắc nhất, người ta gọi là Kiếm Vân Long, Chu Thuần. Thậm chí có thể nghiền ép năm ba phần lớn thiên tài. Hơn nữa đã từng chém chết qua một người phong môn nhất tầng thiên cường giả, chấn động học hết viện. Mà đứng ở Chu Thuần trước mặt, thần sắc cung kính nam tử, chính là cùng là năm hai sanh Lý Tuệ Minh. Lý Tuệ Minh khẽ cúi đầu. Hướng về phía Chu Thuần nói, xin lỗi, Chu Sư Huynh, quấy rầy ngươi tu hành. Lý Tuệ Minh và Chu Thuần, đều là thần hỏa học viện năm hai học sinh, nhưng là, hắn nhưng gọi Chu Thuần là Sư Huynh, bởi vì, bọn họ đến từ cùng một thế lực, một cái rất kinh khủng thế lực. Đó là một cái cổ xưa kiếm phái, tên là Thái Ất Kiếm Tông, đồng thời, cũng là linh võ đại lục thế lực cao cấp một trong. Ở linh võ đại lục, bản đồ bát ngát. Thế lực cao cấp không đơn thuần là thực biểu tượng lực, lại là nội tình đại biểu. Mà Chu Thuần, chính là Thái Ất Kiếm Phái mấy ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, đồng thời, cũng là bị Thái Ất Kiếm Phái chọn là nhiệm kỳ kế trưởng môn tồn tại. Chu Thuần sau đó lắc lắc đầu nói, coi như ngươi không đến, ta cũng chuẩn bị thu công, năm nay đi cho cửu U Quốc chúc thọ cuộc sống cũng sắp đến đi, ta, vậy muốn chuẩn bị một chút. Lý Tuệ Minh nghe vậy, hơi cau mày nói, Chu Sư Huynh. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là bởi vì chuyện này, lần này, năm hai sanh tư cách, thật giống như bị hủy bỏ. Ngươi nói gì sao, hủy bỏ. Chu Thuần nghe vậy, nguyên bản duy trì hiền lành nụ cười, dần dần biến mất. Cửu U Quốc chuyến đi, hắn thế ở tất được, hắn là linh võ đại lục thiên tài chân chính, ánh mắt đã siêu thoát thế lực bình thường tầng thứ. Thậm chí là thế lực cao cấp Thái Ất Kiếm Tông, tương lai, cũng chưa chắc chứa chấp mình. Xem cửu U Quốc như vậy chân chính có thể bao trùm ở linh võ đại lục trên ẩn núp thế lực, mới là hắn chú ý. Đi theo thần hỏa học viện viện trưởng, đi cửu U Quốc, đối với hắn mà nói là một cái to lớn cơ hội, đối với hắn tương lai hoạch định, vô cùng trọng yếu. Chu Thuần thuở nhỏ tới nay, chuyện muốn làm cơ hồ không có không làm được, hắn làm sao có thể cho phép mình cơ hội, từ trên tay như thế chạy đi đâu. Lý Tuệ Minh thân thể khẽ run một chút, hắn biết. Chu Sư Huynh tức giận, mà đây cái nhìn như hiền lành thông thường Chu Sư Huynh tức giận thời điểm, không có ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng không có ai, sẽ muốn phải chịu đựng hắn lửa giận. Chu Thuần trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Tại sao, chẳng lẽ, là bởi vì là năm nay ba cái số người, đều phải phân phối cho năm ba sinh. Theo hắn biết, năm ba sinh chung, có thể cùng mình so sánh, quả thật có mấy người, là quỷ đao cửa Lưu Hiểu. Vẫn là tạ ra cảm ơn chấn động. Thật giống như không phải. Chấm, Lý Tuệ Minh có chút do dự nói, thật giống như. Lần này số người, cho một cái năm thứ nhất học sinh. Cái gì, chấm hỏi, lần này, Chu Thuần sắc mặt, hoàn toàn âm trầm xuống, có ý gì? Chẳng lẽ, học viện cho rằng mình còn không bằng một cái năm thứ nhất học sinh mới? Là ai? Chu Thuần ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Giống như là một chuôi khát cầu máu tươi lưỡi dao sắc bén. Lý Tuệ Minh nói, người này, tựa hồ là một cái tên là Diệp Thần học sinh mới, mà hắn, mặc dù mới vừa nhập học, nhưng là, đã có thể nói là bên trong học viện nhân vật quan trọng.
Cái này hai ngày, hắn đầu tiên là ở phòng ăn bên trong, một quyền đánh bại Triệu Lương, rồi sau đó, tựa hồ vẫn cùng Đồ Nguyên xảy ra mâu thuẫn, rất miễn cưỡng chân áp rơi vào cuồng hóa Đồ Nguyên. Cuối cùng, cũng là để cho hắn chân chính ở trường bên trong nổi danh, là hắn ở trước Vọng Nguyệt Lâu, hoàn toàn đẩy ra Nguyệt Môn. Cho dù là vận dụng bí thuật Ngô Hiền, cũng ở đây trong lực lượng không địch lại người này. Vì vậy, hoàn ép đối với hắn lên tiếng khiêu khích Ngô Hiền ngay trước mọi người quỳ xuống. Ban đầu, Chu Thuần Hoàn là một bộ không cho là đúng thần sắc, nghe được cuối cùng, hắn trong mắt, vậy dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng. Ví dụ như Triệu Lương, Đồ Nguyên những người này, hắn ở mới vừa vào học lúc đó, vậy không phải là không thể đánh bại, nhưng là hoàn toàn đẩy ra vậy Nguyệt Môn, ở năm thứ nhất thời điểm, coi như không như thế đơn giản. Mặc dù, bọn họ so là lực lượng, như vậy, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra bọn họ chiến lực, nhưng là, cũng đã đủ nghịch thiên. Quỷ dị nhất là, chấm, Lý Tuệ Minh tiếp tục nói, người này, chỉ có tạo hóa cảnh tu vi. Lần này, coi như là Chu Thuần, cũng không cách nào giữ chấn định. Tạo hóa cảnh, làm sao có thể, như vậy thực lực, chí ít, phải là tinh khiếu hậu kỳ chứ. Tạo hóa cảnh, cũng nhảy nhiều ít tầng cảnh giới nhỏ. Cho dù Chu Thuần tầm mắt, cơ hồ đã vượt ra khỏi linh võ đại lục lên phổ thông võ giả tầng thứ, cũng có chút không cách nào hiểu, cái tên này kêu Diệp Thần học sinh mới, là một như thế nào tồn tại. Chu Thuần lẳng lặng đứng ở vách đá lên, mắt nhìn xuống dưới sườn núi Thần Hỏa Học Viện, khóe miệng từ từ nổi lên vẻ lạnh như băng nụ cười, lẩm bẩm nói, Diệp Thần sao, tựa hồ, có chút ý tứ. Mà lúc này, Diệp Thần đã tới linh mạch căn nguyên cổng vào trước, nhìn trước mắt số lượng không ít học sinh, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Muốn đi vào linh mạch căn nguyên tu hành, yêu cầu điểm cống hiến, có thể nói giá trên trời, nhưng là, vẫn có như thế nhiều học sinh tới đây tu hành, có thể gặp, trong này linh khí độ dày, có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần đi cổng vào đi tới, lối vào, ngồi một người cảnh giới không cách nào kiểm tra thần bí đạo sư. Diệp Thần thi lễ nói, đạo sư, ta muốn tiến vào linh mạch căn nguyên tu hành. Tên đạo sư kia nhìn Diệp Thần một mắt, nhàn nhạt nói. Cấp thấp linh thất, một lần 3 ngày, 50.000 điểm cống hiến, bất quá, hiện tại cấp thấp linh thất người đã đầy, hiện tại cùng người ở chỗ này, đều là ở cùng chỗ trống. Đây là dãy số bài, người cầm, đến phiên ngươi thời điểm, lại trả điểm cống hiến là được. Ở hắn trong lòng muốn đến, lấy Diệp Thần tu vi, tối đa, cũng chỉ có thể cây trả nổi cấp thấp linh thất chi phí đi, dẫu sao, đại đa số học sinh, cũng là như vậy, huống chi, Diệp Thần tu vi, so vậy học sinh còn thấp hơn lên không thiếu. Diệp Thần gãi đầu một cái nói, cái đó, có hay không những thứ khác không gian phòng. Hắn có thể không có ở đây chờ lâu như vậy, nếu là thật nếu như vậy, đổ còn không bằng tùy tiện tìm một chỗ tu luyện tính. Đạo sư kia mở mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Thần cười lạnh nói. Có à, cao cấp linh thất, không cần xếp hàng, chỉ cần ngươi có thể thông qua linh mạch chi hạch khảo nghiệm, liền có thể tiến vào trong đó, vừa vặn, ngày hôm nay cái này khảo nghiệm số người, còn lại cái cuối cùng. Bất quá, linh mạch chi hạch khảo nghiệm, cần phải trả 1 triệu điểm cống hiến, như là thông qua, liền có thể tiến vào linh mạch, ngây ngô thời gian do linh mạch chi hạch quyết định, nếu như thất bại, cái này 1 triệu điểm cống hiến, ngươi có không? Ở hắn xem ra, Diệp Thần như vậy mong cầu cái viển vông xa vời, liền chờ đợi một đoạn thời gian kiên nhẫn cũng không có học sinh, là phải thật tốt gõ một phen. Nhưng mà ai nghĩ tới, một khắc sau, Diệp Thần hành vi, lại để cho hắn kinh được ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Chỉ gặp, Diệp Thần lấy ra một khối lệnh phù, đưa cho hắn nói, xin hỏi, cái này có thể sao? Cái này, đây là... chấm, tên đạo sư kia, lắp ba lắp bắp nói, viện trưởng lệnh phù. Ngươi tại sao có thể có cái này? Diệp Thần trung thực nói, viện trưởng cho ta. Tạm thời bây giờ, đạo sư thật là cũng nói không ra lời, lệnh phù này, nhưng mà viện trưởng thân phận tượng trưng, thấy lệnh phù này, tựa như cùng thấy viện trưởng đây, căn bản không có điểm cống hiến sử dụng hạn chế. Làm sao chỉ như vậy, cho cái này chỉ có tạo hóa cảnh tu vi học sinh. Đơn giản là hoang đường cực kỳ. Nhưng là, đối mặt lệnh phù này, đạo sư vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Có thể, ngươi đi thử nghiệm đi, không quá ta phải nhắc nhở ngươi,
cho dù có lệnh phù này, cái này linh mạch chi hạch khảo hạch, trong vòng một năm, chỉ có thể tiếp nhận một lần, thất bại, ngươi liền cấp thấp linh thất đều không vào được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, ta, có lòng tin. Vừa nói, liền đi linh mạch chi hạch chỗ ở vị trí đi tới. Còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe sau lưng, có một người cô gái thanh âm nói, vị này sư đệ, mời ngươi chờ một chút. Diệp Thần quay đầu lại, không khỏi con ngươi có giúp một cái, chỉ gặp sau lưng đứng một người vóc dáng uyển chuyển, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, mặc màu tím nhạt cung trang cô gái trẻ tuổi. Cô gái này mặt mũi mặc dù đẹp, nhưng là, còn chưa tới để cho Diệp Thần rung động bước, dẫu sao, đi qua Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Tử Ngưng cái này loại siêu cấp đại mỹ nữ rèn luyện, giống vậy người đẹp, đã không đủ để rung chuyển hắn thần kinh. Chân chính để cho hắn kinh ngạc, là cô gái Tu Vi. Cô gái này, lại là một người tinh khiếu đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa, khí tức trên người, đã vượt qua cảnh giới. Mà ở cái này bên cạnh cô gái, hoàn đi theo ba tên nam tử, lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Cái này ba tên nam tử, hai người là tinh khiếu tầng 7 trời, một tên là tinh khiếu tầng 8 thiên tu vi. Cái này ba người, tất cả đều là tinh khiếu hậu kỳ cường giả. Có chuyện gì không? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Cái đó, chấm, cái này tu vi không tầm thường cô gái, đột nhiên có chút nhăn nhó, tạm thời không biết như thế nào mở miệng. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, như không có chuyện gì, ta đi. Dứt lời, Diệp Thần lại thật xoay người rời đi, hướng về phía mấy tên tinh khiếu hậu kỳ cường giả, lại chút nào mặt mũi không cho. Phụ nữ kia tiếu trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nhưng không có nói gì nhiều, có thể đi theo ở bên người đàn bà ba tên nam tử, nhưng không nhịn được. Bọn họ lúc nào, bị một cái tạo hóa cảnh võ giả, như thế đối đãi qua. Hơn nữa, vẫn là ở bọn họ nữ thần trước mặt. Một người eo bái phục một chuôi loan đao, tăng thể diện, cả người màu đen ăn mặc nam tử mặt đầy hàn sương ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng, nghiêm túc quát một tiếng nói ai, để cho ngươi đi. Trở lại cho ta. Ngoài ra một người cầm một cái quạt xếp, màu da trắng nõn nam tử, quay đầu đối với người phụ nữ kia nói. Thi thi, ngươi và thằng nhóc này, như thế khách khí làm gì? Bằng hắn tu vi, có thể thông qua được linh mạch chi hạch thực tập. Bất quá là không lãng phí điểm cống hiến mà thôi, hơn nữa, hoàn phải hao phí một cái tiến vào cao cấp linh thất số người, nếu không phải đầu óc có vấn đề, lấy hắn tu vi, làm sao sẽ nghĩ phải đi khiêu chiến linh mạch chi hạch khảo nghiệm. Mà lần này tiến vào cao cấp linh thất tu hành, đối với người rất trọng yếu, trực tiếp để cho thằng nhóc này cút đi chính là, cái này cũng là vì hắn tốt, tiết kiệm được vậy 1 triệu điểm cống hiến. Mà lúc này, Diệp Thần, đã dừng bước. Vậy cung trang cô gái mặc dù cũng cảm thấy được Diệp Thần hẳn không có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng là, cái này dẫu sao là Diệp Thần chuyện mình, các nàng không có quyền là Diệp Thần làm chủ, không khỏi phải nói. Cái này dẫu sao là vị này sư đệ chuyện mình, chẳng qua, ta lại chờ lâu một ngày, ngày mai lại tới tiếp nhận khảo nghiệm là được. Chờ lâu một ngày, cuối cùng một người một đầu tóc đỏ. Ánh mắt hơi có vẻ thâm độc nam tử cười lạnh nói, thi thi, loại người này, còn chưa xứng để cho ngươi chờ lâu một ngày, hắn, không có cái này tư cách. Cái này ba người, tóc đỏ nam tử tên là Đỗ Ân, cầm quạt xếp tên là Quý Tư Học, mà eo bái phục loan đao, gọi là vàng cuốn lên. Bọn họ ba người cùng với Trịnh Thi Thi, đều là thần hỏa học viện năm 2 học sinh, đồng thời, cái này ba người, tất cả đều là Trịnh Thi Thi người ái mộ. Trịnh Thi Thi là năm 2 cấp hoa, trừ dung mạo tươi đẹp ra, nàng tánh tình ôn hòa, thiên phú lại là nghịch thiên, có thể nói là chu thuần dưới, ưu tú nhất năm 2 thiên tài, như vậy cô gái, dĩ nhiên là rất nhiều học sinh tình nhân trong mộng. Mà ngày hôm nay, Trịnh Thi Thi tu hành bên trong, đột nhiên có lĩnh ngộ, muốn tìm một linh khí cực kỳ đậm đà nơi sửa phải, xem, có thể hay không ở tu là nhiều, lại còn đột phá. Nhưng mà ngày hôm nay khảo hạch cái cuối cùng số người, nhưng vừa lúc bị Diệp Thần lấy được. Cái này ba người bén nhọn nhìn Diệp Thần, ở bọn họ xem ra lấy Diệp Thần tu vi, ở ba tên tinh khiếu hậu kỳ cường giả bức bách dưới, khẳng định sẽ ngoan ngoãn rời đi nơi này, thậm chí hoảng sợ chạy mất dạng. Nhưng là, ra bọn họ dự liệu phải, Diệp Thần, cũng rất chấn định, ung dung, hắn vậy lãnh đạm trên gương mặt, không có một tia một hào kinh hoàng.
hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Ân nói, người mới vừa nói ta không có tư cách. Đỗ Ân ba người gần đây mắt cao hơn đầu, tiền ít cùng thực lực không bằng thần của bọn họ lửa học viện học sinh lui tới, cho nên, cũng không biết Diệp Thần sự việc, nghe vậy không khỏi cười lớn, làm sao có thể không cười, một cái vận may tồn tại, như vậy chất vấn tinh khiếu hậu kỳ võ giả. Thật là to gan. Đỗ Ân lại là trong mắt khinh thường cũng sắp tràn ra, đối với Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng kia, một chút để ý nghĩa cũng không có, ngược lại trực tiếp đi tới Diệp Thần trước mặt, nụ cười nói. Làm sao, ngươi không phục sao, không phục có thể à, ngươi đánh ta à, tới tới tới, ta để cho ngươi đánh, ngươi động thủ à. Tĩnh mịch, một phiến tĩnh mịch, Đỗ Ân thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là người ở tại tràng, cũng kém không nhiều cũng có thể nghe, tất cả mọi người đều xoay đầu lại, nhìn Đỗ Ân và Diệp Thần, có người, rất nhanh nhận ra Diệp Thần là ai, nhưng là, bọn họ nhưng không có lên tiếng, không có lộ ra. Bọn họ biết, Diệp Thần thực lực vượt xa cảnh giới, nhưng là, Diệp Thần trước mặt cái này mấy người, lai lịch có thể không bình thường. Diệp Thần quả thật, ở Nguyệt Môn Chi đánh cuộc bên trong, chiến thắng sử dụng bí thuật đem thực lực tăng lên đến mức tận cùng Ngô Hiền. Nhưng là, Nguyệt Môn Chi đánh cuộc, cuối cùng, so vẫn là lực lượng, cũng không thể, nhìn ra một người thực lực mạnh nhất. Trịnh Thi Thi lo âu nhìn Kiếm Bạt Nỗ Trương hai người, nàng muốn mở miệng khuyên, nhưng là, cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Bởi vì nàng biết, có lúc, võ giả so chính là một hơi, bất luận nguyên nhân như thế nào, làm hai bên xuất hiện tranh chấp lúc đó, đảm nhiệm một khối, cũng không thể lùi bước. Cho dù, nàng biết, là Đỗ Ân bọn họ không đúng ở phía trước, nhưng mà, đây là một cái nói phải trái thế giới sao? Nếu như Diệp Thần không trở về miệng, không cậy mạnh, có lẽ, còn có một tia vãn hồi chỗ trống. Nhưng là, Diệp Thần, nếu đã công khai đối với Đỗ Ân khiêu khích, như vậy, cho dù Đỗ Ân làm không đúng, hắn vậy tuyệt sẽ không nhượng bộ. Đây chính là thực tế. Cái thế giới này, thực lực, mới là hết thảy. Không có thực lực, hết thảy đạo lý, đều đưa chỉ sẽ là nói không mà thôi. Nàng lặng lẽ thở dài một tiếng nói, sư đệ, có lẽ ngày hôm nay chuyện này, đối với ngươi mà nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Học biết thu liễm phong mang của mình, mới có thể ở trên thế giới này, sống lâu hơn. Bất quá, Trịnh Thi Thi cũng đã âm thầm quyết định, chuyện này, là bởi vì là mình lên, cho nên, nàng tuyệt sẽ không để cho Diệp Thần xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, cần thiết thời khắc, sẽ xuất thủ cứu Diệp Thần. Diệp Thần đối với Đỗ Ân ánh mắt, không có chút nào né tránh, hắn ánh mắt, rất bình thản, không có chút nào dao động dấu hiệu. Đỗ Ân thấy vậy. Nhưng cười được hơn nữa ngông cuồng, hơn nữa cản rỡ, hắn đánh chụp mình mặt nói, làm sao? Để cho ngươi đánh, ngươi cũng không dám đánh. Ngươi cái này loại can đảm, hoàn dám mở miệng hỏi ta nói ngươi không tư cách. Ngươi ngược lại là đánh ta à? Ở hắn xem ra, Diệp Thần yên lặng, chính là đối phương nhỏ yếu chứng minh. Chuyện tới ập lên đầu, còn không phải là bao kinh sợ một cái. Cái này loại chỉ sẽ trên đầu môi cậy mạnh bao kinh sợ. Hắn gặp được, quá nhiều. Diệp Thần nhìn chằm chằm Đỗ Ân ánh mắt, cuối cùng mở miệng, ta không thể đánh ngươi. Hắn không thể. Tại sao? Bởi vì, Đỗ Ân đã thành công chọc giận hắn. Hắn như ra tay, sợ sẽ không khống chế được mình. Hắn sợ, sẽ trực tiếp cầm Đỗ Ân đánh chết. Và thần hỏa học viện học sinh đánh nhau, đem người đả thương, là một cái khái niệm, mà đem người đánh chết, chính là khác một cái khái niệm. Cho dù là Trần Cửu, cho dù là viện trưởng, nói không chừng, đều không cách nào bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần, không muốn để cho những người này khó xử, cũng không muốn, và thần hỏa học viện là địch. Mà Đỗ Ân nghe vậy, cũng không sẽ nghĩ như vậy, hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt, khinh bỉ, càng đậm. Hắn vô cùng là khinh miệt nhìn Diệp Thần, cố làm tò mò hỏi. À, ta muốn biết, tại sao? Ngươi sợ ta đánh lại sao? Vừa nói, hắn hoàn quay đầu, nhìn về phía những cái kia đang đợi linh thất chỗ trống bọn học sinh hỏi. Hắn phải, đang sợ ta đánh lại sao? Các ngươi có thể hay không nói cho ta, hắn tại sao, không chịu đánh ta? Lúc này, cũng có không thiếu học sinh, đối với Diệp Thần phát ra giễu cợt tiếng cười, nhiều người hơn, lặng lẽ lắc đầu. Bọn họ vốn là, còn đối với Diệp Thần biểu hiện, có một ít mong đợi, dẫu sao,
bất luận toàn diện thực lực như thế nào, Diệp Thần lực lượng, vẫn là vô cùng sợ hãi, chân chính cuộc chiến nảy lên tới, Diệp Thần không phải hoàn toàn không có cơ hội, nhưng mà đâu. Diệp Thần biểu hiện, để cho bọn họ quá thất vọng. Bọn họ, thậm chí đáng thương nổi lên Ngô Hiền tới. Diệp Thần lúc ấy, đúng là hăm hở, rất nhiều người, đều bị Diệp Thần rung động, thậm chí, cầm Diệp Thần làm mình thần tượng, mục tiêu. Bây giờ nhìn lại, cũng chính là Nguyệt Môn Chi đánh cuộc, không có chân chính chiến đấu, mà là so đấu lực lượng, mới cho Diệp Thần phô trương thanh thế cơ hội. Nếu là thật đang đánh, hắn, thật dám cùng vận dụng bí thuật Ngô Hiền động thủ sao? Ngô Hiền, bại có chút thua thiệt. Mà tên kia phụ trách quản lý linh mạch đạo sư, cũng là khẽ lắc đầu, nhìn Diệp Thần ánh mắt, vậy rời đi. Vốn là, hắn lấy là viện trưởng nếu sẽ đem lệnh phù, cho người trẻ tuổi này. Như vậy, người này tất nhiên, có vô cùng là chỗ hơn người chứ. Hắn chậm chạp không có ngăn cản, cũng vậy, muốn xem cái này Diệp Thần, có thể có cái gì biểu hiện. Bây giờ nhìn lại, bất quá như vậy, hắn thậm chí đều muốn đi đề nghị viện trưởng, thu hồi lệnh phù. Cầm tài nguyên dốc vào ở người như vậy trên mình, thật đáng giá không? Cho dù, cái này Diệp Thần, thiên phú quả thật nghịch thiên cực kỳ, năng lực vượt qua mọi người, nhưng là... Như vậy, là đủ rồi sao? Có lúc, tu hành một đường, không phải chỉ có thiên phú, năng lực là đủ rồi. Tu hành, là nghịch thiên mà đi, mà đối với võ giả mà nói, loại nhuệ khí đó, như vậy cuồng ngạo, giống vậy, là không thể thiếu. Một cái, đối mặt so mình cảnh giới cao thâm võ giả cái này loại không chút kiêng kỵ khiêu khích, liền như vậy rụt rè võ giả, hắn, có thể đi bao xa? Tên này đạo sư đứng lên thân. Nếu Diệp Thần biểu hiện, chỉ có như vậy, cuộc nháo kịch này, cũng nên chặn lại. Nhưng ngay khi tên này đạo sư, mới vừa đứng lên ngay tức thì, Diệp Thần, mở miệng lần nữa. Trường học của chúng ta quy định, học sinh bây giờ, không có thể tùy ý phát sinh mâu thuẫn, ngươi, quên rồi sao? Yên lặng, tất cả mọi người đều xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, sau đó, chính là cười thật to, tất cả mọi người cười thật to. Liền tên kia mới vừa đứng dậy đạo sư, cũng có chút buồn cười lắc đầu một cái này Diệp Thần, lúc này, nhắc tới trường học gì quy định. Hắn mặc dù thành tựu thần hỏa học viện đạo sư, đều có điểm không nhìn nổi, thằng nhóc này, cũng quá. Nói chuyện vớ vẩn, liền tên này đạo sư, đều có chút coi thường. Huống chi, Đỗ Ân các người đâu. Diệp Thần vốn muốn nói, thần hỏa học viện quy định, không cho phép giết chết những thứ khác học sinh, nhưng là... Hắn không có nói, hắn biết, như vậy chỉ sẽ kích thích Đỗ Ân các người mà thôi, hắn chọn một uyển chuyển giải thích, đổi lấy, quả thật tất cả mọi người cười nhạo và xem thường. Hắn muốn phải tuân thủ quy tắc, muốn ở trong học viện này, an ổn tu hành, sinh hoạt. Nhưng là, hoàn cảnh như vậy bạn học, cho phép hắn, làm như vậy sao? Có lúc, người sẽ vi phạm quy tắc, không phải bởi vì hắn muốn phá hoại quy tắc, muốn siêu thoát quy tắc, mà là... Bởi vì chỉ có hắn một người, tuân giữ quy tắc. Khi đó, quy tắc, vẫn là quy tắc sao? Vậy chỉ bất quá, là một loại các quyền quý nắm giữ công cụ thôi. Huống chi, Đỗ Ân xuất thân thế lực, mặc dù không phải là thế lực cao cấp, nhưng là, cũng là vô cùng không đơn giản tồn tại, ở nhất lưu trong thế lực, thuộc về đứng đầu ở giữa đứng đầu, xuất thân của hắn và thiên phú, cho hắn, trong phạm vi nhất định coi thường quy tắc đặc quyền. Mặc dù nếu là bị nghiêm khắc Trần Cửu bắt, vẫn là sẽ bị chút trách phạt, nhưng là, dạy bảo một cái tạo hóa cảnh học sinh mới, lại có thể có cái gì ghê gớm. Đỗ Ân, căn bản không sợ ra tay. Diệp Thần trong ánh mắt hàn mang chớp mắt, hắn đã đủ nhẫn nhịn, nếu như, Đỗ Ân phải tiếp tục xúc phạm mình, như vậy, Diệp Thần có thể bảo đảm, hắn vĩnh sinh, cũng sẽ hối hận, thậm chí. Liền hối hận cơ hội cũng không có. Vậy ngay tại lúc này, Đỗ Ân đột nhiên bây giờ, đầu óc bên trong linh quang chớp mắt, hắn cân nhắc đánh giá Diệp Thần nói, ngươi không phải nói, ngươi bởi vì lo lắng xúc phạm học viện quy tắc, cho nên, không chịu xuất thủ không? Như vậy, hắn đột nhiên có một cái chủ ý tuyệt diệu, một hoàn toàn làm nhục, trà đạp Diệp Thần tự ái chủ ý. Một cái, để cho Diệp Thần không cách nào trốn ở hắn mượn cớ sau cơ hội. Đỗ Ân đột nhiên từ mình túi đựng đồ bên trong, lấy ra một tờ giấy. Trên giấy, có thần hỏa học viện ký hiệu. Đỗ Ân cầm tờ giấy này,
biểu diễn cho mọi người ở đây xem, cũng mỉm cười giải thích. Đây là một phần nghỉ học hiệp nghị, đã thu được viện trưởng con dấu, cái này vốn là ta lấy chuẩn bị trước, nói cách khác, chỉ cần ký tên phần hiệp nghị này, ta liền, tạm thời không phải thần hỏa học viện học sinh, như vậy, và ta chiến đấu cũng không có cái gì cái gọi là không tuân theo học viện quy định, không phải sao. Đỗ Ân cười rất vui vẻ, hắn không nghĩ tới, phần hiệp nghị này, sẽ lấy như vậy phương thức, phát huy tác dụng. Đây là trước Đỗ Ân, ở một lần không tuân theo giáo quy, đem một tên học sinh trọng thương sau đó, chuẩn bị, vốn là muốn uy hiếp dụ dỗ dưới, để cho tên kia học sinh ký tên, như vậy, tên kia học sinh là thuộc về tạm thời nghỉ học trạng thái, hắn là có thể quay mũi phần lớn học viện xử phạt. Bất quá sau đó, hắn thông qua thủ đoạn khác giải quyết, phần hiệp nghị này, cũng chỉ lưu lại. Hiện tại, chỉ cần hắn ở phần hiệp nghị này bên trên, ký xuống mình tên chữ, như vậy, hắn liền sẽ tạm thời thoát khỏi thần hỏa học viện quản hạt, đồng thời, cũng sẽ không lại bị bên trong học viện quy tắc bảo vệ. Như vậy, Diệp Thần cái gọi là bởi vì học viện quy định không thể đối với hắn ra tay, hoàn chạm được chân sao. Quy tắc, ở Đỗ Ân trong mắt, bất quá chỉ là dùng để mưu lợi tồn tại. Đối với bản thân có lợi lúc đó, là quy tắc, thời điểm khác, chính là mình dùng để trà đạp, lợi dụng đồ. Mọi người thấy lá Đỗ Ân lấy ra nghỉ học hiệp nghị, đều là kinh hãi, không nghĩ tới, hắn có thể lấy ra như vậy đổ tới, đồng thời, vậy là Diệp Thần mặc niệm, nếu như, Đỗ Ân ở ký tên hiệp nghị sau đó, Diệp Thần, vẫn là không dám ra tay làm thế nào. Vậy mặt mũi của hắn, coi như hoàn toàn không còn gì vô tồn, liền tại học viện bên trong đợi, cũng sẽ phải chịu vô tận giễu cợt chứ. Đỗ Ân một chiêu này, thật là tàn nhẫn à. Nhất định chính là phải đem Diệp Thần, chỉnh vào chỗ chết à. Cuối cùng một tia mặt mũi, cũng không muốn để lại cho Diệp Thần. Đỗ Ân cân nhắc nhìn Diệp Thần, cười nói. Như thế nào, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta, còn có thể không ký phần hiệp nghị này nha. Ngươi có thể suy tính một chút, là hiện tại, quỳ xuống đâu. Vẫn là, đợi một hồi ta ra tay, để cho ngươi quỳ xuống đâu. Bất quá, hy vọng ngươi không muốn hoa thời gian quá dài. Vừa nói, Đỗ Ân bắt đầu ở hiệp nghị trên viết lên mình tên chữ, một khoản rạch một cái, viết rất chậm, một bên giễu cợt nói, muốn ở đây, ta ký tên hoàn thành trước, quyết định tốt nha. Không nghĩ tới, vốn cho là sẽ bắt đầu giãy giụa Diệp Thần, đây là, lại đột nhiên cười lên, tựa như rất vui vẻ như nhau. Đỗ Ân, không khỏi được sững sốt một chút. Cái này tạo hóa cảnh, là chuyện gì xảy ra? Đều bị ép đến tuyệt cảnh, còn có thể cười được. Nghĩ tới đây, Đỗ Ân không khỏi được cười lạnh nói, ngươi cười cái gì? Ngươi đến hiện tại, còn muốn giả bộ tới cùng, ta đều phải bắt đầu bái phục ngươi rồi, ngươi tại sao không đi làm diễn viên? Đều có thể cầm phần thưởng chứ? Mọi người nghe vậy, lại là một hồi cười ầm lên, Diệp Thần đến hiện tại, còn có thể cười được. Không phải đang diễn, chính là, đầu óc thật có vấn đề. Diệp Thần cười nhạt nói, không việc gì, ta chỉ hy vọng, người có thể ký nhanh lên một chút. Lời vừa nói ra, mọi người tiếng cười hơi ngừng. Liền liền Đỗ Ân, nguyên bản tràn đầy đắc ý gương mặt, cũng không khỏi được cứng đờ. Diệp Thần, là thật muốn giả bộ tới cùng à? Được, rất tốt, Đỗ Ân mặt lộ cười nhạt, ngay tức thì hoàn thành ký tên. Hắn cầm phần hiệp nghị kia, cầm cho mọi người thấy xem, một vừa cười nói. Hiện tại, hiệp nghị ta đã ký xong, đã chưa tính là thần hỏa học viện người, hiện tại, vị này cuồng được không được, nhưng lại thích tuân giữ quy tắc thần hỏa học viện thiên tài, có thể hay không, mời ngươi đối với ta ra tay à? Dẫu sao, ta nếu là hiện tại tùy tiện đối với ngươi động thủ, nhưng mà sẽ bị các ngươi học viện trừng phạt nha. Diệp Thần gật đầu cười nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị, Đỗ Ân cười như điên, đều phải cười ra nước mắt, và ngươi chiến đấu, còn dùng chuẩn bị. Diệp Thần không nói gì, chỉ là cười gật đầu một cái. Một khắc sau, một quyền đánh ra. Nguyên bản còn đang giễu cợt, nghị luận, mở Diệp Thần đùa giỡn mọi người, trong một cái chớp mắt này, thanh âm của bọn họ, cũng hoàn toàn biến mất. Không phải bọn họ không muốn tiếp tục nói, mà là, không làm được. Ngươi, đối mặt cái chết lúc đó, còn có thể thờ ơ cười nói sao? Có lẽ, có người có thể, nhưng là, phần lớn người tại chỗ,
không được. Hơn nữa, đó cũng không phải là người bình thường cầm súng nhắm ngay ngươi các loại cảm thụ. Đó là, tựa như đặt mình vào vô số chân tay cụt đoạn thể màu máu mênh mông bên trong, nơi cảm nhận được trình độ cao nhất sát ý à. Vậy cơ hồ không phải là loài người có thể tản ra, có thể đóng băng hết thảy sát ý. Diệp Thần một quyền này, nương theo, chính là như vậy kinh khủng sát ý, ở sát ý này bao phủ dưới, tu vi yếu hơn học sinh, đều bắt đầu, không cách nào khống chế run rẩy. Mà Đỗ Ân, lại là sắc mặt kịch biến, sợ hãi vô cùng. Nào chỉ là sợ hãi. Đỗ Ân giờ khắc này, cái gì giễu cợt, cái gì làm nhục Diệp Thần, cũng toàn bộ quên trống trơn, quên mất. Hắn cảm nhận được, là chân chánh khí tức tử vong à. Hắn trước nói, để cho Diệp Thần xuất thủ trước, là thật một chút đề phòng dự định cũng không có, tạo hóa cảnh công kích, có thể gây tổn thương cho đạt được hắn. Diệp Thần ở trước mặt hắn, chính là một chuyện thiếu lâm mà thôi. Có thể hiện tại, hắn liền hối hận thời gian cũng không có. Đỗ Ân điên cuồng hét lên một tiếng, màu máu mái tóc dài đảo thụ lên, cả người hơi thở ở trong nháy mắt trình độ cao nhất bùng nổ, tinh huyết trong cơ thể, lại là điên cuồng bốc cháy. Nguyên bản nhìn qua trẻ tuổi anh Tuấn Đỗ Ân, ở khoảnh khắc gian, già tựa như mấy chục tuổi, không chỉ là máu tươi, liền thọ nguyên, Đỗ Ân đều bắt đầu thiêu đốt. Hắn mặc dù cuồng ngông, mặc dù thích giễu cợt, chèn ép người khác, nhưng là, hắn không hề ngu. Vậy không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu phòng ấm đóa hoa, ngược lại, Đỗ Ân cực kỳ sở trường chiến đấu. Hắn biết, cái này một quyền khinh khủng, ẩn chứa lực lượng. Vậy tuyệt không phải tạo hóa cảnh lực lượng. Một quyền này bên trong, có tinh khiếu cảnh đạo ý, thậm chí tinh khiếu đỉnh cấp giới vực lực tồn tại. Một quyền này, là trình độ cao nhất một quyền khinh khủng. Mà hắn ở một quyền này trước, đã bởi vì mình tự đại, mà mất đi ra tay trước, như hắn đang còn muốn một quyền này hạ sống sót, tuyệt đối, không thể chút nào nương tay chỗ trống. Một chuôi thần khí cái dìu lớn, xuất hiện ở Đỗ Ân trong tay. Hắn điên cuồng hét lên, thi triển ra mình bén nhọn nhất võ, cái dìu lớn bên trên, tản mát ra khí tức kinh khủng, vô tận linh lực, hội tụ trong đó, không chỉ có như vậy, Đỗ Ân tinh khiếu lực, giới vực lực, giống vậy dung nhập vào cái dìu lớn bên trong. Cái này một dìu, hướng về phía Diệp Thần đánh tới quả đấm, hung hăng chém xuống. Mà Diệp Thần đâu, đối mặt thần khí này cái dìu lớn, hắn lại, không tránh không tránh, hoàn toàn không có né tránh lùi bước ý nghĩa. Một quyền kia, chính là chưa từng có từ trước đến nay một quyền. Hắn lại, phải lấy thịt quyền, cứng rắn hãn thần khí. Tất cả học sinh, thậm chí tên kia phong môn cảnh đạo sư, cũng rung động. Đây chính là thần khí à? Lại có người, có can đảm, dùng quả đấm đi và thần khí đối với đập. Diệp Thần, mạnh thuộc về mạnh, kinh nghiệm, vẫn là không đủ khả năng. Mà Đỗ Ân, chính là sắc mặt mừng như điên. Cái này Diệp Thần, là điên. Điên thật rồi, muốn dùng quả đấm thực đánh tại hiện trường cùng mình kinh khủng một dìu đụng nhau. Coi như quyền này lại khủng bố, thua thiệt, vậy vẫn là Diệp Thần à. Sốt cuộc, quyền và dìu, đụng đụng vào nhau. Ánh sáng mạnh phun trào, thiên địa biến sắc, đủ loại ánh sáng rực rỡ bạo tránh, mơ hồ có màu đen trống rỗng, ở hai người bây giờ sinh ra, vô tận giới vực lực đụng vào nhau. Sinh ra mâu thuẫn lực lượng chấn động một ít yếu một chút thiên tài, đều đã bắt đầu miệng phun máu tươi. Một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản, mọi người lấy là, Diệp Thần quả đấm đối với thần khí, khẳng định sẽ bị thương, quả thật, Diệp Thần tay, ngay tức thì xông ra vô số máu tươi, văng tung tóe bốn phía, nhưng là, Diệp Thần mặt mũi, vẫn còn là lãnh đạm như vậy, lãnh như vậy. Không có bất kỳ thay đổi. Nhìn lại Đỗ Ân. Nguyên bản trên mặt vui mừng, khoảnh khắc gian không còn gì vô tồn. Hắn nắm lưỡi dìu cái tay kia, ngay tức thì nổ tung, chỉ còn lại xương tay, hoàn miễn cưỡng nắm chuôi này cái dìu lớn, xa so Diệp Thần, thê thảm vô số lần. Mà hắn thân thể, lại là giống như đạn đại bác vậy, bay rớt ra ngoài, hung hãn đập vào vách tường bên trên. Hắn cả thân bắp thịt xương cốt, đều ở đây Diệp Thần cự lực chấn động dưới, hoàn toàn vỡ vụn. Liền nội tạng cũng tan vỡ được rối tinh rối mù, nếu không phải, hắn bản thân nguồn gốc coi như không tệ, huyết mạch cũng có chỗ hơn người, để cho sinh mệnh lực của hắn, vượt xa giống vậy võ giả, hiện tại, sợ rằng liền vậy khí tức như có như không, cũng không biết tồn tại đi. Một quyền,
lại là một quyền. Bọn học sinh, trợn mắt há mồm nhìn sắp chết Đỗ Ân, cường giả này, cứ như vậy bị Diệp Thần một quyền giải quyết. Diệp Thần lạnh lùng nhìn đổ xuống đất, sống chết không biết Đỗ Ân, hắn mới vừa rồi một quyền, đánh vào Đỗ Ân trong cơ thể, không chỉ có nghịch thiên lực lượng, còn có vậy có thể đủ hóa làm ranh giới vực mạnh mẽ sát ý. Bất quá đối mặt thần khí, hắn vẫn là vận dụng một chút xíu xích trần thần mạch. Nếu không cho dù có bất hủ thần thể và ma khu, vẫn là sẽ bị thương mấy phần. Hiện tại, Đỗ Ân nhìn như hôn mê, thực thì, thần hồn, đã hoàn toàn sa vào ở Diệp Thần sát ý bên trong, hắn sẽ từng lần một, ở bất đồng trong hoàn cảnh, thể nghiệm bị Diệp Thần giết chết mùi vị. Trong tương lai, đừng nói là lại giễu cợt người khác, sợ rằng, liền nhìn thẳng người khác cặp mắt, cũng rất khó làm được liền chứ. Toàn trường yên lặng như tờ, cứ như vậy lặng lẽ nhìn chăm chú Diệp Thần, bọn họ sự chú ý, đã toàn bộ bị Diệp Thần hấp dẫn, óc một phiến chỗ trống, trừ nhìn chăm chú Diệp Thần trở ra, cái gì, vậy không làm được. Rất nhanh, thì có người con người run lên, bởi vì, hắn phát hiện Diệp Thần tay, nguyên bản chống cự thần khí dìu lớn, cơ hồ đã vỡ vụn, nhưng mà, vậy nguyên bản hẳn nghiêm trọng vô cùng, thậm chí, ở điều dưỡng sau đó, cũng có thể, lưu lại hậu di chứng vết thương, lại, ở bọn họ nhìn soi mói, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu khép lại. Không chỉ là lực lượng, ngay cả sinh mạng lực, đều mạnh hãn đến không tưởng tượng nổi. Như vậy yêu nghiệt, thật tồn tại sao? Những thiên tài này, đã từng cũng nghe qua những truyền thuyết kia, trong truyền thuyết, có thiên phú kinh khủng tồn tại, có thể gần như bất tử bất diệt. Vô luận chảy nhiều ít máu, bị thương nặng hơn, cũng có thể cực nhanh khôi phục. Truyền thuyết, có cự lực kỳ tài, bản thân tu vi không cao, lại có thể ước chừng chỉ bằng lực lượng của thân thể, rất miễn cưỡng đem cao cấp tồn tại, đánh ngã trên đất. Nhưng là, truyền thuyết, dẫu sao là truyền thuyết, các võ giả có loại lực lượng thần kỳ, nhưng là, vẫn là có giới hạn. Bọn họ biết, trong truyền thuyết câu chuyện, chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết. Nhưng mà, hiện tại, ở bọn họ trước mặt, bọn họ thấy được, sống sờ sờ truyền thuyết à. Thật là, so truyền thuyết hơn nữa không thể tưởng tượng nổi. Cái này, chính là Diệp Thần. Một cái vượt quá tưởng tượng tồn tại. Tên đạo sư kia vậy hoàn toàn ngây dại, trên gương mặt, dần dần hiện lên cười khổ. Bây giờ nhìn lại, mình muốn đi tìm viện trưởng, đề nghị thu hồi Diệp Thần trên tay lệnh phù, cùng với lấy mình phong môn tu vi, lại không có nhìn thấu Diệp Thần thực lực, thậm chí, hoàn xem thường hắn, là một kiện buồn cười biết bao chuyện. Nguyên bản, hai người lúc động thủ, hắn đem sự chú ý, đều đặt ở Đỗ Ân trên mình, dẫu sao, trong ý nghĩ của hắn, Diệp Thần là tuyệt đối không gây thương tổn được Đỗ Ân. Cho nên, hắn muốn ở Đỗ Ân công kích dưới, Diệp Thần xuất hiện nguy hiểm tánh mạng lúc đó, cứu Diệp Thần. Mà hắn không có ra tay ngăn cản cuộc chiến đấu này, cũng là bởi vì là, hắn xem Diệp Thần có chút không vừa mắt, muốn cho Diệp Thần một cái dạy bảo, kết quả. Liền bởi vì hắn đem sự chú ý đặt ở Đỗ Ân trên mình, tạm thời sơ sót, thiếu chút nữa, Đỗ Ân sẽ chết ở Diệp Thần quyền xuống. Vẫn còn cho Diệp Thần một cái dạy bảo. Đỗ Ân không cầm mệnh nhập vào, cũng coi là vận khí tốt. Mặc dù, Đỗ Ân mình tìm chỗ chết, ký cái gì nghỉ học hiệp nghị, nhưng là, nếu như Đỗ Ân thật đã chết rồi, hắn vẫn là có nhất định trách nhiệm. Diệp Thần không có đi quản chỉ còn lại một tia hơi thở Đỗ Ân, dẫu sao là ở Thần Hỏa Học Viện, hắn chẳng ngờ thật giết người, nếu Đỗ Ân rất qua một kích kia, như vậy, liền cho hắn một cái sống tiếp cơ hội đi. Dù sao, cho dù còn sống, Đỗ Ân người này, vậy cơ hồ là phế, coi như, hắn có thể thoát khỏi tâm ma, khôi phục thương thế, nói ít, vậy được tốn trên mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Mấy trăm năm, đối với một thiên tài mà nói, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, cả người của hắn sinh, đều phải phá hủy, hắn đem mất đi tu luyện thời kỳ vàng son, mất đi lên đỉnh đỉnh cấp cơ hội, mất đi quang vinh, mất đi mọi người ngửa mặt trông lên, mất đi thiên tài danh tiếng, mất đi hết thảy hết thảy. Mà đã từng, những cái kia cùng mình sánh vai, thậm chí, không bằng người mình, đều đưa mắt nhìn xuống hắn, đều có thể xem nghiền chết một con kiến hôi như nhau nghiền chết hắn. Như vậy, đối với Đỗ Ân như vậy, từ nhỏ chính là đám người bên trong, nhất lóng lánh, xuất chúng nhất tồn tại mà nói, há chẳng phải là, so chết còn thống khổ hơn 1.000 tỷ lần. Đó là,
chân chính sống không bằng chết. Diệp Thần chuyển hướng Trịnh Thi Thi bên người, đã hoàn toàn si ngu ngoài ra hai người nam tử, nhàn nhạt cười nói, các ngươi, có hay không nghỉ học hiệp nghị. Hai người nghe vậy, ngay tức thì mồ hôi lạnh liền đem toàn thân ướt đẫm, hai cái đầu, giống như là trống lắc vậy liều mạng lay động. Lúc này, Trịnh Thi Thi phản ứng lại, nàng hướng về phía hai người kia vội vàng nói. Mau, cứu người trước, Đỗ Ân tiếp tục như vậy, muốn không được bao lâu, lại phải chết. Mặc dù, Đỗ Ân người này nhân phẩm không phải rất tốt, nhưng là, Đỗ Ân đối với Trịnh Thi Thi, nhưng là rất để tâm, rất tốt, cũng coi là một người bạn, Trịnh Thi Thi dĩ nhiên sẽ không nhìn hắn chết ở mình trước mắt. Mà Quý Tư Học và Vàng Cuốn lên nghe vậy, chính là như được đại xá, vội vàng chạy đến Đỗ Ân bên người. Bọn họ, là thật bị Diệp Thần hù dọa. Sau này, có thể cách Diệp Thần bao xa, liền cách hắn bao xa. Hai người cố làm quan tâm nhét mấy viên thuốc đến Đỗ Ân trong miệng, sau đó quay đầu, hướng về phía Trịnh Thi Thi hô, Thi Thi, chúng ta mau dẫn Đỗ Ân đi xem bác sĩ, hắn trạng thái, rất kém cỏi. Vừa nói, liền liều mạng mang Đỗ Ân rời đi nơi đây. Mà Trịnh Thi Thi, thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt sau đó, liền đi theo hai người, rời đi. Diệp Thần cúi đầu xuống, nhìn một cái trên tay vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thương thế, hắn sở dĩ dụng quyền, cuối cùng, thì không muốn để cho máu tươi nhiễm đỏ cái này thần hỏa học viện, đồng thời cũng là một loại phát tiết. Đối với thế đạo này lòng người phát tiết, hắn nguyên vốn cho là, đi tới nơi này thần hỏa học viện, mình sinh hoạt, có thể bình tĩnh một ít, nhưng là, vẫn là có một cái lại một cái, không biết sống chết, lại tràn đầy ác ý tiểu nhân, đi tới trước mặt mình, hắn. Thật phiền. Chẳng lẽ, thật muốn tắm máu thần hỏa học viện, đem mình nguyên bản mong đợi một tia an ninh học viện sinh hoạt, hoàn toàn đánh vỡ, mới có thể thoát khỏi những thứ này đáng ghét côn trùng. Diệp Thần lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, xoay người, đi vậy Linh Mạch Chi Hạch đi tới. Linh Mạch Chi Hạch thực tập, thật ra thì, chính là một loại do vô cùng là linh lực tinh thuần hình thành áp lực, cái này loại khảo nghiệm, cũng là đối với học sinh một loại bảo vệ. Dẫu sao, không phải tất cả mọi người thân thể, cũng có thể chịu đựng nổi, cường độ cao như vậy linh lực, cho nên, học sinh chỉ có thành công nhận chịu linh mạch chi hạch tản ra áp lực thật lớn, bình yên đi vào linh mạch căn nguyên chỗ, mới có tư cách, ở nơi này linh mạch căn nguyên tiến hành tu hành. Mà chịu đựng khảo nghiệm lúc đó, thân thể chịu đựng linh lực trạng thái mạnh yếu, liền quyết định, có thể ở cao cấp linh thất bên trong, nghỉ ngơi thời gian bao lâu. Mọi người hiện tại, đối với Diệp Thần có thể thông qua linh mạch chi hạch thực tập, đã không có gì nghi vấn, như vậy thực lực, nếu như vẫn không thể thông qua, vậy thật, là không có người có thể thông qua. Nhưng là, mọi người vậy không khỏi tò mò đứng lên, Diệp Thần, có thể ở nơi này linh thất bên trong, nghỉ ngơi thời gian bao lâu đâu. Thật ra thì, giống vậy học sinh năm thứ nhất, thậm chí tu vi không quá cao năm hai sinh cũng không cần thiết ở cao cấp linh thất bên trong tu hành. Quá mạnh mẽ linh lực có lúc ngược lại sẽ đối với tu hành tạo thành trở ngại. Đại đa số người dùng cấp thấp, trung cấp linh thất, là đủ rồi. Nhưng mà Diệp Thần, hiển nhiên không giống nhau, thân thể đối với linh khí năng lực chịu đựng, cũng là tư chất một loại thể hiện, Diệp Thần thực lực, hoàn toàn rung động mọi người, để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng. Như vậy, không biết cái này linh mạch chi hạch, đối với Diệp Thần tư chất, sẽ cho ra kết quả như thế nào? Linh mạch chi hạch, nhìn như, giống như một đoàn năm màu linh khí chi đoàn, đây là mạnh mẽ linh mạch đi qua vô số năm diễn hóa, nơi sinh ra có linh tính linh khí kết tinh. Linh mạch chi hạch tản mát ra một hồi quầng sáng năm màu, bao phủ đi thông linh mạch căn nguyên chỗ lối đi, Diệp Thần rất là tò mò nhìn một cái này linh mạch chi hạch, hắn ngược lại là, lần đầu tiên thấy được loại vật này. Sau đó, hắn đi vào vậy quầng sáng năm màu bên trong. Theo lý thuyết, hắn hẳn xem những người khác như nhau, cảm nhận được bỗng nhiên gia tăng áp lực, đi đổi được khó khăn mới đúng, nhưng mà, Diệp Thần tiến vào linh mạch chi hạch ánh sáng dưới, chính là hơi sững sờ, hắn lại, chút nào áp lực cũng không cảm giác được. Đó không phải là bởi vì hắn lực lượng hơn người nguyên nhân, là thật, một tia một hào áp lực cũng không có à. Tựa như, cái này vô cùng linh khí nồng nặc hình thành áp lực, đối với Diệp Thần thân thể mà nói, căn bản không phải áp lực vậy. Thậm chí, Diệp Thần trong thân thể luân hồi huyết mạch, hoàn bắt đầu hưng phấn, đối với cái này linh khí nồng nặc, vô cùng là khát vọng.
đối với người thường mà nói, có thể qua lượng linh khí, sẽ đối với thân thể sinh ra nguy hại. Nhưng là, đối với Diệp Thần, nhưng căn bản không tồn tại. Thậm chí không có một tia gánh vác. Vậy linh mạch chi hạch run lên, tựa hồ, năm màu linh khí co rút lại một phần, tựa hồ, có chút sợ hãi Diệp Thần như vậy tồn tại. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy tùy ý đi linh mạch căn nguyên chỗ đi tới. Làm tiếp nhận khảo nghiệm học sinh, đi tới nơi phân phối linh thất bên trong lúc đó, linh mạch chi hạch lên, liền sẽ biểu hiện tên võ giả này, có thể ở linh thất bên trong, nghỉ ngơi thời gian bao lâu. Đây là một cái linh mạch đánh giá giá trị cực hạn. Thần hỏa học viện trên lịch sử, đã từng thậm chí xuất hiện qua, có thể ở cao cấp linh thất bên trong, nghỉ ngơi mấy chục triệu năm siêu cấp yêu nghiệt. Cái này chỉ số là chân chánh cực hạn. Không biết, lần này Diệp Thần sẽ có được một cái, như thế nào con số đâu. Rất nhanh, vậy linh mạch chi hạch năm màu linh khí, bắt đầu một hồi biến đổi, nó tựa hồ, vậy bởi vì sao vấn đề, bắt đầu rối rắm, qua tốt một hồi, mới hiện ra, một con số tới. Mà làm những học sinh kia, thấy mấy con số này sau đó, chính là, hoàn toàn trợn tròn mắt. Một tên học sinh không dám tin dụi mắt một cái, chặt chẽ nhìn chằm chằm con số kia, dù gì nói, 100 triệu 3.006,5 triệu năm. Ta sẽ không là nhìn lầm rồi chứ. Hắn lại bị linh mạch đồng ý lâu như vậy. Hoàn đổi mới thần hỏa học viện ghi chép. Bên cạnh một người ngây ngẩn nói, đúng, ngươi thật nhìn lầm rồi. Tên kia học sinh nghe vậy vui mừng, gật gật đầu nói, quả nhiên, là ta hoa mắt. Làm sao có thể, có người như thế yêu nghiệt đâu. Có thể ở cái này linh mạch căn nguyên, nghỉ ngơi 100 triệu nhiều năm. Đây quả thực, quá phóng đại, hắn lý trí nói cho hắn, đây là không tồn tại. Bên cạnh người nọ nhìn hắn một mắt, hiện ra một loại cổ quái thần sắc nói, ngươi. Thiếu nhìn một số không? Cái gì? Lúc trước người nọ. Quay đầu nhìn hắn, hắn tạm thời không cách nào hiểu, mình nghe được cái gì. Cái gì gọi là, thiếu nhìn một số không? 100 triệu 3.006,5 triệu năm, cộng thêm một số không là. Bên cạnh người nọ yên lặng chốc lát, mới tiếp lời nói, Diệp Thần, ở cao cấp linh thất bên trong, có thể đợi thời gian là. 1 tỷ 365 triệu năm. 1 tỷ 365 triệu năm. Cho dù các võ giả. Cũng có khó có thể tưởng tượng du trường sinh mệnh, mấy con số này, đối với bọn họ mà nói, vậy quá dài à? Đều phải vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mọi người ở đây cảm giác, óc một hồi choáng váng, thật là đều phải rơi vào hỗn loạn lúc đó, tên kia phong môn cảnh đạo sư, lên tiếng. Hắn đôi mắt vô thần nhìn con số kia, giống như là đang đối với hắn người nói chuyện, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu vậy nói, 1 tỷ 365 triệu năm. Cái này thời gian, chưa chắc, chính là Diệp Thần có thể ở linh thất bên trong, có thể đợi thời gian. Mọi người ánh mắt sáng lên, nhìn về phía tên đạo sư kia, xem ra, lúc này hoàn khác biệt giải thích, có lẽ, là bởi vì là, linh mạch chi hạch, xảy ra vấn đề gì đâu. Tên đạo sư kia nghênh hướng mọi người ánh mắt nói, cái này thời gian. Là điều này linh mạch, khô kiệt thời gian, 1 tỷ 365 triệu năm, linh mạch đem sẽ hoàn toàn khô kiệt. Khi đó, cao cấp linh thất, cũng chỉ không tồn tại, Diệp Thần tự nhiên không thể lại tiếp tục đợi tiếp. Nói cách khác, cho dù linh mạch khô kiệt, vậy, không phải Diệp Thần cực hạn. Giờ khắc này, mọi người tại đây đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là người nào à? Trời à! Diệp Thần tự nhiên không biết bên ngoài, đang bởi vì hắn có thể ở cao cấp linh thất bên trong, ngây ngô thời gian, mà rung động. Chỉ là ở nơi này gian tựa như ở vào dưới nước thế giới giống vậy bên trong thạch thất, cảm thụ đậm đà tới cực điểm linh khí, lộ ra hài lòng mà say mê thần sắc. Lúc này, đúng gian thạch thất, đều tràn đầy hóa là chất lỏng linh khí. Mà Diệp Thần, liền đắm chìm vào trong đó. Tế bào của toàn thân hắn, cũng đang hoan hô trước. Xích Trần thần mạch hoàn toàn tỉnh lại. Điên cuồng hấp thu. Thậm chí, không cần vận chuyển công pháp, hắn thân thể. Liền tự đi tham lam chiếm đoạt dậy linh khí chung quanh đứng lên. Diệp Thần mặt lộ nụ cười, nơi này linh khí hoàn cảnh, so mình tưởng tượng, còn tốt hơn không thiếu. Rất nhanh, Diệp Thần liền bình phục tâm tình, hắn không có lập tức đắm chìm vào liền tu hành bên trong,
mà là, trước đem trên tay mình tổn thương, hoàn toàn khôi phục, sau đó, đem hơi thở điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Tiếp theo, liền nhắm lại đôi mắt, bắt đầu tu hành, mà hắn hơi thở, thì đang nhanh chóng tăng trưởng. Hai ngày sau, từ vậy linh mạch chỗ sâu, đột nhiên, vang lên một tiếng thét dài. Tiếng này thét dài vô cùng cái uy thế, xuyên thủng vân tiêu, vang khắp toàn bộ thần hỏa học viện, một ít tu vi hơi thấp một chút học sinh, đều cảm giác được thần hồn bên trong một hồi run rẩy. Tựa như, ở nơi này tiếng thét dài dưới, cảm thấy sợ hãi vậy. Bảo vệ ở linh mạch ra tên kia phong môn cảnh đạo sư, cũng là đôi mắt mở một cái, trong mắt, hiện ra kinh ngạc vẻ. Tiếng này thét dài chủ nhân, hắn rất rõ ràng là ai. Đó là Diệp Thần thanh âm. Từ thanh âm tới xem, Diệp Thần tu vi, tựa hồ, có cực lớn đột phá. Mà Diệp Thần tiến vào cao cấp linh thất, mới bao lâu? Hai ngày. Mặc dù, cao cấp linh thất linh khí, đậm đà tới cực điểm, nhưng là, cái này tốc độ tăng lên, không khỏi, cũng quá nhanh một chút chứ. Bất quá, tên này đạo sư, cũng không có quá mức kinh ngạc, dẫu sao, Diệp Thần trước, đã hoàn toàn đem hắn rung động. Hiện tại, coi như đột nhiên nói cho hắn, Diệp Thần nhưng thật ra là Thánh Vương chuyển thế, hắn cũng có thể tiếp nhận. Không lâu lắm, thét dài bắt đầu ngưng, một đạo thân ảnh, chậm rãi từ lối đi bên trong đi ra, xuất hiện ở linh mạch ra. Chính là Diệp Thần. Lúc này, hắn mặt đầy vui mừng, thu hoạch lần này, lại xa ở hắn ngoài ý liệu. Linh mạch chỗ sâu cốt lõi nhất lực lượng đều bị hắn hấp thu. Luân hồi mộ địa cũng nhận được cực lớn tư bổ. Sau này hắn lúc tu luyện, chỉ cần có màu đen đá, là có thể như ở linh mạch bên trong tu luyện. Hắn bây giờ coi như là mang đi thần hỏa học viện linh mạch phần lớn nồng cốt tồn tại. Diệp Thần có chút áy náy. Bất quá đây là luân hồi mộ địa tự chủ hấp thu, hắn vậy cản không được. Lỗi. Hơn nữa, thời gian 2 ngày, cảnh giới đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 2 thiên. Phải biết, luân hồi huyết mạch tồn tại, hắn đột phá so người bình thường cũng khó khăn quá nhiều quá nhiều. Còn như hiện tại cứu lại có thể dung chuyển dạng gì tồn tại, Diệp Thần không biết. Vị kia phong môn cảnh đạo sư, quét Diệp Thần một mắt, nhưng là hô hấp hơi chậm lại. Tại sao? Bởi vì, Diệp Thần giờ phút này tản ra hơi thở, lại bổ sung thêm một tia uy áp. Diệp Thần tiến vào linh mạch lúc đó. Bất quá mới là tạo hóa cảnh nhất tầng thiên chứ. Nhanh như vậy, cũng đã, tăng lên tới tầng 2 thiên. Mấu chốt cái này tầng 2 thiên hơi thở hoàn toàn không thua tinh khiếu à. Hiện tại, Diệp Thần quyết định, trở lại mình nhà trọ bên trong, trước ổn định một chút tu vi. Phỏng đoán không cần mấy ngày, mình thì đi Cửu U Quốc. Nghĩ tới đây, Diệp Thần, liền bước hướng nhà trọ đi tới. Cùng lúc đó, phòng viện trưởng bên trong, một người mặt mũi thông thường thanh niên, đẩy cửa vào, mặt hắn bàng lên, mang ôn hòa mỉm cười, ánh mắt, nhưng mơ hồ lóe lên ác liệt ánh sáng, chính là Chu Thuần. Cát Thanh để quyển sách trên tay xuống cuốn, hướng về phía Chu Thuần cười nói, tới. Chu Thuần đối với Cát Thanh cung kính hành lễ nói, viện trưởng, liên quan tới Cửu U Quốc chuyến đi một chuyện, ta đã hiểu rõ ràng, viện trưởng, phải đem vốn là thuộc về 52 số người. Nhường cho năm thứ nhất. Cát Thanh lơ đễnh gật gật đầu nói, à, đúng vậy, thế nào? Chu Thuần trên mặt nụ cười, hơn nữa ôn hòa, cung kính một ít, nhưng là, trong mắt hắn, cũng càng thêm sáng ngời, ác liệt. Chu Thuần nhàn nhạt nói, viện trưởng, nếu như lần này, số người vẫn thuộc về 52 sinh, người sẽ chọn ai đi cho Cửu U Quốc Hoàng thất chúc thọ đâu? Cát Thanh thờ ơ nói, nhất định là ngươi à, 52. Ngươi là xứng đáng không thẹn đệ nhất thiên tài, cho dù Trịnh Thi Thi, Trương Phi Thân các người, vậy xa xa kém hơn ngươi. Nhưng là, so với ngươi, kém được, vẫn có chút xa, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cảnh giới bây giờ, đã nửa bước phong môn liền chứ. Như thế nào, năm nay, có nắm chắc đột phá đến phong môn sao? Chu Thuần cười nói, viện trưởng quá khen, ừ, chín thành chắc chắn đi. Cát Thanh lộ ra vui mừng nụ cười nói. Không sai, ngươi cũng không cần sốt ruột, giữ ngươi trạng thái, chờ ngươi thăng nhập 53 sau đó, khẳng định vẫn là có đi Cửu U Quốc cơ hội, Cửu U Quốc Hoàng thất, ngươi vậy là biết, sau này, ngươi không thiếu cơ hội. Là không thiếu, Chu Thuần cười gật đầu một cái, hắn biết, thăng nhập 53,
hắn nhất định là có cơ hội đi Cửu U Quốc. Nhưng là đột nhiên, Chu Thuần ánh mắt bên trong, vọt lên một cổ kiên quyết, nhìn thẳng Cát Thanh nói ta, không phục. Không phục, Cát Thanh không có để ý Chu Thuần thái độ, đồng thời, cũng không bất ngờ, hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có gạt Chu Thuần, năm hai số người bị hủy bỏ sự việc. Chu Thuần gật đầu một cái, ánh mắt bình phục lại, tiếp tục nói, ta không thể tiếp nhận, năm thứ nhất học sinh mới, có người thiên tư, tiềm lực, ở trên ta, ta liền phong môn cảnh nhất tầng thiên cũng chém chết qua, vậy Diệp Thần lại coi là cái gì? Cho nên, ta muốn xin, học viện khiêu chiến. Thông thường mà nói, bên trong học viện học sinh, là cấm tranh đấu, tự mình tranh đấu, sẽ phải chịu pháp kỷ bộ xử phạt, nhưng là, cũng có ngoại lệ tình huống. Nếu như, ở một ít bởi vì học viện quyết định, đưa đến lợi ích tranh chấp bên trên, có học sinh vì vậy lòng trong lòng bất mãn, có thể hướng học viện, đưa ra chính thức khiêu chiến xin, lấy này, tới quyết định lợi ích thuộc về. Đây cũng là học viện khiêu chiến. Mà Chu Thuần, hiện tại, chính là muốn khiêu chiến Diệp Thần. Tranh đoạt lần này Cửu U Quốc chuyến đi số người. Cát Thanh ánh mắt lóe lên, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Nên tới vẫn phải tới. Hắn hướng về phía Chu Thuần gật đầu nói, được rồi, ta đồng ý, khiêu chiến thời gian, liền định vào ngày mai đi, ta sẽ thông báo cho Diệp Thần. Chu Thuần nghe vậy cười một tiếng, thì phải xoay người rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Ngay tại lúc này, Cát Thanh cầm lên quyển sách trên tay cuốn, một bên nhàn nhạt nói. Chu tiểu tử, ngươi, quả thật rất ưu tú, nhưng là, chiến đấu lần này, có thể sẽ không giống như ngươi tưởng tượng bên trong, như vậy ung dung nha. Trở về, chuẩn bị thật tốt chuẩn bị đi. Chu Thuần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, bất quá vẫn gật đầu nói, học sinh biết. Hắn trong lòng, đối với cái này Diệp Thần hứng thú, cũng là càng ngày càng đậm. Mấy ngày nay, hắn đặc biệt đi biết một chút cái này Diệp Thần, liên quan tới hắn gần đây ở Linh Mạch gia nhất kích trọng thương tinh khiếu Đỗ Ân, lại cho thấy sức hồi phục kinh người. Đồng thời, tiến vào Linh Mạch cao cấp linh thất bên trong lúc đó, hắn dừng lại thời gian, lại là lấy được Linh Mạch chi hạch khủng bố phán đoán, 1,3 tỷ năm. Chu Thuần không phải là không có đi qua cao cấp linh thất, lúc ấy, hắn lấy được con số, cũng bất quá là 980 vạn năm mà thôi. Miễn cưỡng coi như là dù sao cũng lấp đừng, nhưng là, so Diệp Thần đâu. Ước chừng kém hơn 100 lần. Nhưng là, Chu Thuần lòng tin, sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng sao? Hoàn toàn sẽ không, Chu Thuần, có chính hắn kiêu ngạo. Chỉ là, cứ như vậy, hắn đối với cái này Diệp Thần, quả thật vậy coi trọng rất nhiều. 1,3 tỷ năm, mấy con số này, không phải người bình thường có thể có được. Theo hắn biết, Thần Hỏa Học Viện từ trước tới nay, tiến vào cao cấp linh thất người, lấy được nhất con số lớn, là 8.200 vạn năm, rất khủng bố. Tên kia thiên tài, có một loại vô cùng là cổ xưa nghịch thiên huyết mạch, tu hành tốc độ nhanh đến làm người ta rung động, đối với linh khí thân thiện độ cực cao, thậm chí không ở chỗ viễn cổ chân linh dưới. Vậy Diệp Thần đâu, đối với linh khí thân thiện, vẫn còn ở chân linh bên trên. Cái này... chỉ có thần linh trong truyền thuyết hậu duệ mới có thể làm được chứ. Bất quá, Diệp Thần là người nào, cũng không trọng yếu. Chu Thuần híp đôi mắt một cái, kiếm ý dạo dực. Coi như là thần, ta Chu Thuần, cũng phải một kiếm chém tới. Kiếm nhập cực cảnh, có thể gặp thần chém tới. Đây cũng là, Chu Thuần theo đuổi. Chu Thuần, lần nữa đi tới tòa kia trên vách đá, nguyên bản trống rỗng vách đá, theo hắn đến. Ngay tức thì, tràn đầy màu trắng mây mù. Lúc này, cái này màu trắng mây mù, lại cũng không phải vô hại biển sương mù. Mà là, một phiến tràn đầy ác liệt cùng nguy hiểm kiếm ý chi biển. Lúc này Diệp Thần, đang mình nhà trọ bên trong tu hành, rốt cuộc, hắn nguyên bản bởi vì mới vừa mới tiến cấp còn có chút rộn ràng hơi thở, hoàn toàn bình ổn lại. Hắn đôi mắt mở một cái, sạch bóng nội liếm, duỗi người sau đó. Từ trên giường leo xuống, đi xuống lầu tìm hình tử đường bọn họ, cũng nên ăn chút thức ăn ngon, buông lỏng một chút. Có thể hắn mới vừa xuống lầu, lầu dưới một người thiếu nữ xinh đẹp, liền đối với hắn hô, là Diệp công tử sao? Xin dừng bước. Diệp Thần nhìn nàng một mắt, thiếu nữ này, tựa hồ là nhà trọ bỏ quản, liền nói ngay, ta là, có chuyện gì không? Thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một phong thơ kiện,
giao cho Diệp Thần, cười nói, đây là viện trưởng cho ngươi. Diệp Thần có chút hiếu kỳ nhận lấy thư tín, nhìn một lần sau đó, không khỏi lộ ra vẻ trầm ngâm. Kiếm Vân Long Chu Thuần. Học viện khiêu chiến. Diệp Thần khóe miệng, hiện lên một nụ cười châm biếm, có chút ý tứ. Hắn một mực có chút phiền, bởi vì học viện bên trong, luôn là động một chút là có rác rưởi khiêu khích mình, học viện này khiêu chiến, sẽ công khai tiến hành. Nói cách khác, hắn có cái cơ hội, có thể ở rất nhiều học sinh trước mặt, bày ra mình thực lực, đây cũng là, một cái làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp tốt. Lần chiến đấu này sau đó, hẳn, sẽ không lại có như vậy nhiều đáng ghét côn trùng, quấy rầy mình chứ. Diệp Thần suy nghĩ, hướng nhà trọ chi đi ra ngoài, cho dù ngày mai, thì phải cùng cái này năm hai bên trong siêu cấp yêu nghiệt Chu Thuần đánh một trận, hắn vậy không có thay đổi mình và bạn ăn cơm ý tưởng. Bởi vì, hắn không nhận là, mình thất bại. Hắn hoàn đi chưa được mấy bước, lại gặp được người quen. Linh Thiên Đế Cung Vương Tử Hân. Vương Tử Hân ngăn cản Diệp Thần đường đi, mắt lạnh như hàn băng ngàn năm vậy. Để cho ta đoán một chút, Hạ Linh Thu và Linh Vận để cho ngươi tới. Vương Tử Hân tiện tay quăng ra một phần chiến thư, Diệp Thần, đây là ngươi và ta Linh Thiên Đế Cung Phó Cung Chủ một năm ước hẹn. Ta Linh Thiên Đế Cung đã chiêu cáo Linh Võ Đại Lục. Ngươi hiện tại liền quyền cự tuyệt cũng không có. Cho dù ngươi có chiến tinh khiếu đỉnh cấp năng lực, nhưng là Phó Cung Chủ bế quan sau tu vi, cũng không phải là ngươi có thể dung chuyển. Phó Cung Chủ để cho ta chuyển cáo ngươi, coi như ngươi bước vào phong môn, nàng vậy như thường có thể đem ngươi nghiền ép chết, thậm chí, ngươi liền ra chiêu cơ hội cũng không có. Ta Linh Thiên Đế Cung cầm hết thảy tài nguyên chất triệt ở trên người một người, sẽ sinh ra dạng gì hiệu quả, người căn bản không cách nào tưởng tượng. À, Diệp Thần duỗi người nhàn nhạt nói. Hắn nhìn một cái chiến thư, ngược lại là không nghĩ tới một năm ước hẹn còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Dựa theo cái này thời gian điểm, huyết linh tộc huyết kiếm môn cũng phải đối với Côn Lôn hư ra tay. Cũng nên tìm cái thời điểm đi một chuyến huyết kiếm môn. Những cái kia Côn Lôn hư đại năng, cũng nên cứu ra. Ban đầu rời đi Càn Khôn sát vực, hắn tình cờ hỏi qua băng kiếm thánh vương, khi nào đi huyết kiếm môn thích hợp nhất. Chỉ bất quá băng kiếm thánh vương câu trả lời, có một vị thần quốc cường giả đi huyết linh tộc, hiện tại cũng không phải là chính diện giao phong thời điểm. Diệp Thần chỉ có thể các loại. Chỉ là không biết cái này một năm ước hẹn đến lúc đó, cái này Linh Vận rốt cuộc sẽ là cái gì tu vi. Phong môn. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, Vương Tử Hân tiếp tục nói, bất quá Diệp Thần, người có thể hay không sống đến một năm ước hẹn hoàn đang không nhất định. Người có thể biết vậy Chu Thuần nội tình, hắn là thần hỏa học viện trên lịch sử mạnh nhất năm hai học sinh. Lại là thế lực cao cấp tương lai trưởng môn. Liền liền phong môn nhất tầng thiên cường giả đều chết tại kiếm hắn hạ. Vượt cấp chiến đấu cực mạnh. Ngươi xác định một mình ngươi tạo hóa cảnh, có tư cách. Sợ rằng ngươi ngày mai, vận mệnh liền sẽ bị chung kết, ha ha ha. À, Diệp Thần chỉ một cái chữ trả lời, rồi sau đó rời đi. Cùng hình tử đường, cơ huyền các người chạm mặt sau đó, trực tiếp đi vọng nguyệt lâu. Sở Doanh tự mình tiếp đãi. Bất quá để cho Diệp Thần bất ngờ phải, Sở Doanh đối với mình thái độ, và hôm đó như nhau. Mà đế chuyện, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua. Cơ huyền cũng là nghe nói Chu Thuần sự việc, cau mày nói, Diệp huynh, cái này kiếm Vân Long Chu Thuần, không đơn giản, người cũng nên cẩn thận. À, Diệp Thần tới một chút hứng thú, nhìn về phía cơ huyền nói, cửu huynh biết rõ người này. Cơ huyền và hình tử đường hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra cười khổ nói. Diệp huynh, người này đến từ tại một cái tên là Thái Ất Kiếm Tông thế lực cao cấp, Thái Ất Kiếm Tông là một cái cổ xưa kiếm phái. Thực lực và nội tình không bình thường, chúng ta những thứ này thế lực cao cấp trẻ tuổi đồng lứa, phần lớn biết nhau, mà Chu Thuần, ở chúng ta bên trong, vậy là đặc biệt nổi danh một người. Hình tử đường tiếp lời nói, cái này Chu Thuần. Trên kiếm đạo thiên phú, quá kinh khủng, hơn nữa, làm người cực kỳ được ngạo. Mặc dù nhìn bề ngoài bình thường, thậm chí ôn hòa lễ độ, nhưng là, hắn ngạo, là khác ở xương thủy, khác ở kiếm hắn bên trong. Hắn ở 13 tuổi năm ấy, đã từng làm một chút liền một kiện rung động linh võ đại lục việc lớn,
nhưng là, người biết cũng không hơn. Diệp Thần hiếu kỳ nói, chuyện gì? Cơ Huyền trầm mặc chốc lát, mới đáp, hắn đã từng, một người một kiếm, đi linh võ đại lục Nam vực một cái nhất lưu thế lực Bái Sơn cửa, khiêu chiến cái này thế lực bên trong trẻ tuổi đồng lứa thiên tài. Hình Tử Đường nói, năm đó, tất cả cái thế lực, 15 tuổi dưới cao cấp các yêu nghiệt, cơ hồ, toàn bộ đều thua ở Chu Thuần dưới kiếm, cũng là khi đó, hắn lấy được kiếm Vân Long danh hiệu. Diệp Thần kẹp một cái món ăn đưa vào trong miệng, ánh mắt lóe lên, xem ra, cái này Chu Thuần, thật thật không đơn giản. Cơ Huyền sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Truyền thuyết, cái này Thái Ất Kiếm Tông kiếm pháp, tu luyện tới trình độ cao nhất, thậm chí có thể vượt qua thần cấp võ, trở thành một loại không cách nào tưởng tượng thần kỹ, cực kỳ kinh khủng. Mà Chu Thuần, nghe nói là mấy ngàn năm qua, cái đầu tiên có hy vọng đạt tới loại cảnh giới này kiếm tu. Thần quốc cũng có người gặp qua hắn. Ừ, Diệp Thần mục quang sáng lên, cái này Chu Thuần, ngược lại thật có chút ra hắn dự liệu. Bất quá, như thế tới một cái, cùng đối phương đánh một trận, ngược lại là có thể để cho hắn từ kiếm pháp của đối phương bên trong, đạt được một ít lĩnh ngộ. Có lẽ, đối với hắn tu luyện Trảm Thiên Nhất Kiếm, có không tưởng được chỗ tốt. Diệp Thần cặp mắt bên trong, chiến ý phun trào, hắn cả thân hơi thở mơ hồ kích động, đối với vào ngày mai cùng Chu Thuần đánh một trận, càng ngày càng mong đợi. Đối với người khác mà nói, gặp phải Chu Thuần như vậy kinh khủng đối thủ, chỉ có tuyệt vọng, nhưng là, đối với Diệp Thần, nhưng là mong đợi cùng hưng phấn. Linh Võ Đại Lục, một nơi hoang loạn chi địa. Một cái thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện. Chính là Kỳ Lâm. Kỳ Lâm thân thể gầy ốm, không biết từ nơi nào làm tới một bộ màu hồng mắt kính và cái mũ, chống một cây gậy gỗ, tựa hồ đang bắt trước sơ lốc hôm. Liền liền xa xa bảo vệ Kỳ Lâm băng xương kiếm thần đều có chút không nghĩ ra. Cái này bé gái rốt cuộc đang làm cái gì? Giờ phút này, Kỳ Lâm cau mày, ngưng mắt nhìn phương viên hoang vu, mở miệng nói, hẳn chính là chỗ này. Ngày đó, ta và Lạc Nhi tỷ tỷ truyền tống đến phụ cận đây, chính là ở chỗ này gặp đám kia người thần bí. Đám kia người thần bí tựa hồ chính là vì Lạc Nhi tỷ tỷ tới. Chắc hẳn, Lạc Nhi tỷ tỷ thân thế và Linh Võ Đại Lục có liên quan. Dựa theo ta thấy qua Hoa Hạ TV tới xem, Lạc Nhi tỷ tỷ không phải là cuốn vào cái gì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chứ. Chẳng lẽ Lạc Nhi thân phận của tỷ tỷ không bình thường, xúc động một ít người lợi ích? Ai, cũng cái này giờ phút quan trọng, ta lại thế nào muốn những thứ này có không có? Kỳ Lâm quơ quơ đầu nhỏ. Nàng cũng không biết, nàng thật ra thì đã đoán được đại khái. Kỳ Lâm ngồi xếp bằng, ngón tay bắt pháp quyết, hôm nay, ta phúc người Kỳ Lâm nhất định phải tra được là những khốn kiếp mang đi Lạc Nhi tỷ tỷ. Dứt lời, quanh thân của nàng quanh quẩn ánh sáng bảy màu. Ánh sáng vờn quanh toàn thân. Đầu nàng đỉnh xuất hiện một thanh kiếm. Thời gian kiếm. Vạn kiếm đế cung truy tìm bí pháp. Vô số xuất hiện ở Kỳ Lâm trước mặt thoáng qua. Một cái chớp mắt giống như vạn năm. Ngừng. Đột nhiên, hình ảnh dừng lại. Trong hình xuất hiện Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi, còn có một đám người thần bí. Diệp Lạc Nhi kích thích huyết mạch, ở một khắc cuối cùng đẩy đi Kỳ Lâm. Thấy cái này đã từng là hình ảnh, Kỳ Lâm mắt to hiện lên nước mắt. Lạc Nhi tỷ tỷ, Kỳ Lâm thật xin lỗi ngươi, ngươi không nên trách ta. Lâu như vậy, mới đến tìm chân tướng. Ta hiện đang thức tỉnh tiên thiên độc thể, ta thay đổi lợi hại, cùng xác định ngươi tung tích, ta lập tức đi tìm Diệp Thần, cùng chung giết chín tầng trời. Nàng cắn chặt môi, ngưng mắt nhìn trong hình mỗi một chi tiết. Đột nhiên, nàng con ngươi ngưng trọng. Nàng nho nhỏ ngón tay phóng đại một bức tranh. Trong hình là một cái ông già. Ông lão giữa eo treo một khối ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc bốn cái giả dặn có lực chữ to. Lệnh hồ gia tộc. Giờ khắc này, Kỳ Lâm nước mắt biến mất, quanh thân ngưng tụ ra một đạo kinh khủng sát ý. Tiên thiên độc thể phun trào. Một đạo màu xanh lá cây khí độc khí lưu vần quanh ở Kỳ Lâm quanh thân. Sau đó khí lưu không ngừng mở rộng. Quanh thân đá lớn hoàn toàn hóa là bột. Chu vi vạn dặm không có một ngọn cỏ. Chỉ có chết ý. Xa xa băng xương kiếm thần sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thuật pháp bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, cố nhiên như vậy, hắn khí huyết vẫn là cực kỳ khó chịu.
thậm chí trước mặt hộ thân bình phong che chở mơ hồ muốn bể tan tành. Cố không được hết thảy, vội vàng rút lui. Cái này bé gái còn cần ta bảo vệ. Như vậy độc ý, sợ rằng phong môn cảnh cường giả cũng phải bỏ mạng nơi này à. Chỉ bất quá vậy bé gái rốt cuộc nhìn thấy cái gì, tức giận như vậy. Cười cười cầu phiếu hàng tháng và phiếu đề cử nha. Gần đây cập nhật coi như cho lực. Hồi lâu, Kỷ Lâm trên người khí độc tiêu tán. Hết thảy trở về yên lặng. Nhưng mà, Kỷ Lâm chỗ chu vi 5 km, nhưng là biến thành một phiến cát vàng. Vĩnh cửu không cách nào khôi phục. Kỷ Lâm trong mắt tràn đầy kiên định, lẩm bẩm nói, lệnh hồ gia tộc địa chỉ không khó điều tra. Bất quá căn cứ trong hình hơi thở tới xem, những người này thực lực không hề coi là quá cao, lệnh hồ gia tộc sau lưng phỏng đoán đứng đáng sợ hơn tồn tại. Ta một người, cuối cùng không cách nào chống lại. Phải tìm Diệp Thần à? Cái này Diệp Thần, thật không đáng tin cậy, đi cái gì thần hỏa học viện à? Cái này rác dưới học viện còn không để cho người khác vào, nhất định là cái gì gà rừng trường học. Diệp Thần đi nơi này, chỉ biết phóng túng mất thời gian gian. Ta phải nghĩ cách. Thế gian nếu là có người nghe được Kỷ Lâm như vậy than khổ vô số thiên tài hướng tới thần hỏa học viện, sợ rằng sẽ sợ không dám thở mạnh. Cùng lúc đó, Thánh Long gia tộc, một nơi thần bí phong ấn cấm địa. Làm Thánh Long gia tộc biết lúc đầu cấm địa không cách nào vây khốn Diệp Lạc Nhi thức tỉnh huyết mạch lúc đó, chỉ có thể sai người đem Diệp Lạc Nhi chuyển tới một nơi đất phong ấn. Cái này đất phong ấn lực lượng, đến từ thượng cổ. Bị kẹt, liền đại biểu vô tận 5 tháng. Cơ hồ không người có thể cứu, cũng không có người dám cứu. Vĩnh viễn chân áp, như muốn phá cái này phong ấn, liền tương đương với phá hủy Thánh Long gia tộc căn cơ. Vô tận hoang mạc, hơn ngàn cây khóa thông thiên liên nhốt một cái trắng nõn thiếu nữ. Xiềng xích có từng cơn lôi hồ. Cái này lôi hồ lực lượng lại là thiên lôi. Thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt, trong mắt nhìn về phía chung quanh, vô cùng kiên định. Thật lấy làm cho này là có thể vây khốn ta. Ta huyết mạch không ngừng thức tỉnh, một ít trần phong ở ta chỗ sâu trong óc trí nhớ vậy cuốn tới. Ta phụ thân không có chết, hắn còn sống. Chỉ là... Diệp Lạc Nhi trong mắt đột nhiên ảm đạm. Nàng nhìn cái này vô số khóa phong ấn và chân áp. Có chút bó tay. Thống khổ ngược lại là thứ nhì. Nàng huyết mạch có nghịch thiên năng lực khôi phục, người bất kỳ cũng không nhúc nhích được nàng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, vội vàng ngồi xuống. Thánh Long truyền âm quyết có thể vượt qua hết thảy truyền âm, dưới mắt, ta ở Linh Võ Đại Lục duy nhất tín nhiệm chính là Diệp Đại Ca. Ta phải mau sớm đem cái này Thánh Long truyền âm quyết tu luyện viên mãn, nếu không Diệp Đại Ca cho dù biết ta bị Thánh Long gia tộc khó khăn, cũng không khả năng tìm đến chỗ này. Một giây kế tiếp, xiềng xích chấn động. Diệp Lạc Nhi lại đang như vậy trói buộc dưới. Bắt đầu cảm ngộ trong trí nhớ pháp quyết. Chỉ bất quá, hành động này nghịch thiên mà đi, nàng thừa nhận thống khổ cũng là mọi thứ. Chán nàng phân bố mồ hôi hột. Nhưng mà trong mắt kiên định, không sợ hãi. Màn đêm buông xuống. Luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần nhìn một cái đỉnh đầu đỏ xanh quang cầu, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn mơ hồ cảm giác được bên trong xuất hiện hư ảnh. Hẳn là Tiểu Hoàng. Cái này thượng cổ xương sườn thật đúng là khó luyện hóa. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bên người xuất hiện một đạo thân ảnh. Bóng người cả người đen trắng trường bào, đạo vận 10 phần. Sau lưng có một cái to lớn cái hộp kiếm. Quanh thân hơi thở cực kỳ xa xưa. Phong Thanh Dương. Diệp Thần vội vàng chắp tay nói, Phong tiền bối. Diệp Thần ngược lại là phát hiện Phong Thanh Dương ở rất nhiều đại năng bên trong coi là trẻ tuổi, thậm chí có chút không kềm chế được. Lớn như vậy có thể, chắc hẳn thân phận thật sự cũng là tươi đẹp Linh Võ Đại Lục cao cấp thiên tài đi. Phong Thanh Dương nhìn một cái Tiểu Hoàng, nói, tên này nếu như khôi phục lại thượng cổ trạng thái tột cùng, ta cũng không nhất định dung chuyển. Xương sườn kia nếu như do ngươi luyện hóa, phỏng đoán chí ít 1000 năm. Diệp Thần ngẩn ra. Chợt cười khổ nói, vậy ta muốn chờ bao lâu? Phong Thanh Dương lắc đầu một cái, ta cũng không biết, bất quá có một việc có thể xác định, nó sẽ ở ngươi cần nhất thời điểm xuất hiện. Đúng rồi, ngày mai cẩn thận một chút, vậy kêu là Chu Thuần người, không đơn giản.
Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tuyệt đối không nghĩ tới Phong Thanh Dương lại có thể cố ý nhắc nhở. Chẳng lẽ vậy Chu Thuần thật rất mạnh? Một đêm yên lặng. Hôm nay Thần Hỏa Học Viện, trời trong, hơn mây. Thần Hỏa Học Viện có một nơi lộ thiên diễn võ trường đất đai cực kỳ rộng lớn, có chừng 100 cái sân bóng rổ lớn như vậy, mà ở diễn võ trường chung quanh, thì phân phối từng cái chỗ ngồi. Những thứ này chỗ ngồi rất nhiều, nhưng là, người xem nhưng không nhiều, dẫu sao, toàn trường thầy trò, tính luôn tất cả loại tạp dịch nhân viên các loại, cũng không quá mấy trăm người mà thôi. Mà những người này, ngày hôm nay, cơ hồ toàn bộ đến sân. Chu Thuần lúc này đã vào sân, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn chân trời đám mây, cả người khí thế trầm ổn, phảng phất từ không biết nhiều ít năm trước liền cắm rễ nơi này cổ thụ vậy. Cách đó không xa, một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người, bước vào diễn võ trường bên trong, đi tới Chu Thuần trước người. Mà cũng chỉ ở chỗ này người vào sân ngay tức thì, le que mấy trăm tên người xem, nhưng bạo phát ra một hồi chấn thiên tiếng gọi ầm ĩ. La lên Diệp Thần tên chữ, trong đó, phần lớn đến từ phái nữ. Mấy ngày nay, Diệp Thần loại biểu hiện, đã tại học viện bên trong, hoàn toàn truyền ra. Hơn nữa càng truyền vượt ly kỳ, thậm chí có lời đồn đãi, Diệp Thần căn bản không phải người, mà là thần quốc đời sau, lưu lạc phàm trần. Không thiếu học sinh, đặc biệt là nữ sinh, đã từ đối với Diệp Thần tò mò, biến thành đối với Diệp Thần sùng bái. Mà so sánh Diệp Thần, Chu Thuần, thì khiêm tốn rất nhiều, trừ năm hai sinh, những thứ khác rất nhiều học sinh, thậm chí cũng không nhận ra Chu Thuần. Diệp Thần nhìn Chu Thuần vậy nhìn Diệp Thần, chú ý của hai người lực, đều đặt ở trên người đối phương, không để ý chút nào những học sinh kia kêu lên. Diệp Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng, Chu Thuần rất mạnh, so hắn tưởng tượng bên trong, mạnh hơn. Đây cũng không phải là cảnh giới có thể cân nhắc. Chu Thuần toàn lực, tất nhiên đạt tới phong môn. Khó trách Phong Thanh Dương phải nhắc nhở mình. Chu Thuần hướng về phía Diệp Thần cười nói, người tốt, ta là Chu Thuần. Diệp Thần gật gật đầu nói, Diệp Thần. Cát Thanh phi thân lên, trôi lơ lửng ở trên diễn võ trường không, ho khan mấy tiếng, toàn bộ diễn võ trường, ngay tức thì yên tĩnh lại. Cát Thanh nhìn trong sân hai người một mắt, tuyên bố, lần này học viện khiêu chiến. Người thắng có thể lấy được đi cửu U quốc là hoàng thất trúc thọ tư cách, khiêu chiến bên trong, không được tận lực lấy tánh mạng người ta, một khối nhận thua, không phải tiếp tục công kích, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hai người đồng thời đáp. Cát Thanh nói, khiêu chiến bắt đầu. Cát Thanh tiếng nói vừa dứt, Chu Thuần, cả người khí chất, chính là ngay tức thì thay đổi. Nguyên bản hoàn như cây già vậy trầm ổn hắn, hiện tại, đã là một chuôi xuất khiếu lợi kiếm. Kiếm ý kích động dưới, tại chỗ đại đa số học sinh, đều là trong lòng run lên. Chu Thuần, còn không có ra tay à? Chỉ là đứng, thì có lớn mạnh như vậy kiếm ý. Diệp Thần con người có giúp một cái, theo Chu Thuần kiếm ý bùng nổ, Diệp Thần trên mình, vậy chớp động ra một cổ cực hạn sát ý gào thét bên trong, mơ hồ hoàn mang hổ gầm cùng với một loại có thể cắt rời thiên địa kiếm ý. Hai người còn không có ra tay. Khí thế, cũng đã bắt đầu va chạm. Chu Thuần trong mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, vốn là, Diệp Thần chỉ có vận may tầng 2 thiên tu vi, ở hắn xem ra, coi như tìm hiểu giới vực lực, có thể cùng giống vậy tinh khiếu võ giả tương đương, cũng chỉ là tương đối nông cạn tầng thứ mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi. Hắn phát hiện Diệp Thần ở giới vực lực lĩnh ngộ lên, mặc dù còn không bằng mình, nhưng là, lại có một loại vô cùng là huyền ảo thần vận. Liền hắn vậy nhìn không thấu thần vận. Nếu như nói, hắn là thuần túy kiếm, sắc bén vô cùng kiếm, như vậy, Diệp Thần chính là hỗn độn giết, giết bên trong tựa hổ có máu, có mãnh hổ, còn có kiếm. Chu Thuần đột nhiên mở miệng cười nói, vốn cho là, người bất quá là dựa vào đối phương khinh địch, dùng cả người rất lực mưu lợi thắng chi mà thôi, xem ra, ta là đánh giá thấp ngươi. Chu Thuần mặc dù nói đánh giá thấp, nhưng là... Lời nói bên trong đã mang theo một loại vô hình cao ngạo, vô hình khinh thị. Diệp Thần cũng cười, nhàn nhạt nói, làm sao? Ngươi sợ, như là sợ, có thể nhận thua. Chu Thuần tựa như nghe được cái gì cười nhạo vậy, vui vẻ cười to đứng lên, sợ. Ngươi cảm thấy, mình rất đáng sợ sao? Vừa nói, hắn nụ cười, lạnh xuống.
Diệp Thần, ta biết, người rất có thiên phú, nhưng là, người ngàn không nên, vạn không nên, chính là cản ta đường. Con đường này, không có bất kỳ trở ngại, có thể ngăn cản ta tiến về trước, người biết không? Nếu nói là sợ, ta duy nhất sợ, chính là ngươi so ta tưởng tượng yếu, ta ra tay một cái, sẽ lỡ tay giết ngươi. Chúng ta Thái Ất Kiếm Tông có một lời, gọi là kiếm nhập cực cảnh, gặp thần chém tới. Cho dù là thần ngăn cản ta đường, ta cũng sẽ đem hắn chém tại dưới kiếm, Diệp Thần, ngươi cảm thấy, ngươi là thần sao? Ngươi có tư cách, để cho ta sợ sao? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hắn nói, các ngươi kiếm tu, nói nhảm cũng nhiều như vậy sao? Chu Thuần quả thật, có một loại trong xương ngạo, Diệp Thần tin tưởng, loại người này, cho dù chết, vậy sẽ ngạo đi xuống, nhưng là, vậy thì thế nào? Gặp thần chém tới. Rất tốt. Vậy ta Diệp Thần, chính là thần lên thần. Chu Thuần nghe vậy, cười được càng lạnh hơn, uy nghiêm nói, rất tốt, hy vọng, người không nên để cho ta thất vọng. Dứt lời, một hồi mây mù, ngay tức thì bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Chu Thuần khẽ quát một tiếng nói, Vân Thiên kiếm giới, mở. Giới vực lực, ở biển mây bên trong phun trào, cái này đúng đám mây biển, chính là Chu Thuần cả người vô cùng là ngưng luyện kiếm khí biến thành. Mỗi một áng mây sương mù, ở nơi này biển mây bên trong, đều có thể hóa thành trảm thiên liệt địa thần kiếm. Biển mây vừa ra, một ít năm ba học sinh, sắc mặt thay đổi. Người khác không nhìn ra, bọn họ, nhưng đã nhìn ra. Cái này nhìn uyển như mây mù vậy mờ ảo kiếm giới, lại là mạnh được sợ hãi. Thậm chí, hoàn mò tới phong môn cảnh bên. Cái đó Diệp Thần, thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ dựa vào tạo hóa cảnh tu vi, như thế nào, cùng cái này gần như tinh khiếu cực hạn giới vực chống đỡ được. Vẫn là truyền thừa cổ xưa, lấy lực tàn phá mà nổi tiếng kiếm giới. Không thiếu năm ba học sinh, đều là thấp thỏm trong lòng nhìn vậy biển sương mù, bọn họ cảm thấy, cho dù là mình đối mặt cái này Chu Thuần, vậy 10 có 8 9, là muốn thua. Mà lúc này thân ở biển mây bên trong Diệp Thần, cũng là mi đầu đại chiếu. Một tầng ngưng luyện uyển thực chất yếu sát khí ở hắn quanh thân lưu chuyển. Ở Chu Thuần mở ra giới vực lúc đó, hắn liền muốn đồng thời mở ra sát ý giới vực, nhưng là... giới của hắn vực lực, lại là bị Chu Thuần hoàn toàn áp chế. Chỉ có thể bảo vệ hắn, không bị Chu Thuần giới vực ảnh hưởng mà thôi. Đây là, Chu Thuần hơi có vẻ cười nhạo thanh âm, ở biển sương mù bên trong vang lên nói. Diệp Thần! Đây chính là ngươi vốn để kiêu ngạo sao? Xem ra, ta thật giống như hơi quá nâng đỡ ngươi, ngươi không để cho ta sợ tư cách, ngươi thậm chí, liền ngăn ở ta tiến về trước trên đường tư cách, cũng không có. Chém. Một khắc sau, biển sương mù bên trong, chợt bốc lên một tiếng long ngâm, mơ hồ bây giờ, có thể thấy một đạo sương mù long, ở biển sương mù bên trong, cực nhanh chớp động, mang vô cùng kiếm ý, hướng Diệp Thần đụng đi. Chu Thuần một kiếm này chém ra, tràn đầy tự tin, từ hắn tu hành tới nay, có thể ngăn cản hắn một kiếm người, vốn là đã rất ít. Mà hắn, đối mặt, vẫn luôn là yêu nghiệt, hắn biết Diệp Thần có thể có một ít chỗ hơn người, nhưng là, ở kiếm hắn trước mặt, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Kiếm hắn, chính là hết thảy. Mà những thứ khác người xem, nguyên bản, có lẽ còn đối với Diệp Thần có một ít lòng tin, nhưng mà... hiện tại bọn họ thấy được Chu Thuần kiếm này uy lực sau đó, cũng là lắc đầu thở dài nói. Cái này Diệp Thần, có lẽ là rất xuất chúng, nhưng là, bằng hắn bây giờ, là tuyệt đối không thể nào thắng nổi Chu Thuần. Có lẽ, lại cho Diệp Thần một năm, thậm chí là mấy tháng thời gian, hắn có thể truy đuổi đuổi kịp Chu Thuần, nhưng là, bằng hắn bây giờ, quá khó khăn. Ở bọn họ xem ra, hiện tại, vậy nguyên bản cuồng ngạo Diệp Thần. Cũng hẳn cảm nhận được Chu Thuần kinh khủng chứ. Thậm chí có người, đã mặt lộ nụ cười khinh thường, chờ thấy Diệp Thần bị Chu Thuần một kiếm đánh tan. Đặc biệt là năm hai học sinh. Bởi vì, những người khác có lẽ bởi vì Chu Thuần khiêm tốn, không được rõ hắn, nhưng là, cùng là năm hai sinh, Chu Thuần, chính là bọn họ kiêu ngạo, bọn họ hướng tới. Ở bọn họ xem ra, Chu Thuần, chính là cổ kim số một yêu nghiệt, chính là một cái Diệp Thần. Giống như Chu Thuần nói, không đỡ ở hắn trên đường tư cách. Thậm chí, bọn họ cũng làm xong, Diệp Thần bị đánh bại sau đó, cười ầm lên, giễu cợt chuẩn bị.
mà lúc này Diệp Thần, đối mặt hướng mình gào thét gầm thét Vân Long, nhưng là ánh mắt sáng lên. Chu thuần giới vực, là do kiếm khí của hắn tạo thành, mơ hồ bây giờ, đã có hư thật không phân chia, lấy giả loạn thật thế, mà đây lấy kiếm làm xương, lấy khí làm thể Vân Long, lại cho Diệp Thần một loại, đối mặt chân long cảm giác. Chu thuần kiếm, quả thật, có chỗ độc đáo riêng, thậm chí, có thể nói là một loại vượt quá linh võ đại lục kiếm pháp. Cùng Chu thuần đối chiến, không thể nghi ngờ, sẽ cho hắn ở trảm thiên nhất kiếm trong tu hành, mang đến dẫn dắt. Còn như khủng bố, cho dù đối mặt phong môn cảnh tồn tại, Diệp Thần cũng chưa từng sợ. Huống chi Chu thuần, thú hủ kiếm động, thiên địa biến sắc. Diệp Thần hai tròng mắt bên trong thần quang bạo tránh, linh lực kích động, ở đó trắng xóa biển mây bên trong, chợt bốc lên một đạo vàng rực. Ở kiếm ý này chi trong biển, lại là bạo phát ra một đạo mãnh liệt kiếm ý. Kiếm quang bên trong, ẩn hiện hình hổ. Mạnh, cực mạnh. Các khán giả lúc này, lần nữa bị rung động, không chỉ là bọn học sinh, liền bộ phận đạo sư, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Chu thuần bọn họ là biết, cho nên, đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng mà Diệp Thần đâu? Cho dù là các thầy, đối với cái này Thăng Long thi đấu thắng được đệ nhất học sinh mới, cũng rõ ràng không nhiều, nhưng hiện tại, bọn họ thấy được. Diệp Thần một kiếm này, tuyệt đối có trong nháy mắt giết phần lớn tinh khiếu cường giả thực lực. Cho dù là tiếp xúc qua không biết nhiều ít kinh thế thiên tài các thầy, cũng không khỏi được làm động dung. Vận may tu vi có thể chiến thắng tinh khiếu võ giả, đã là vô cùng là chấn động tủng chuyện, mà Diệp Thần đâu. Liền tinh khiếu đỉnh cấp, cũng có thể một kiếm đánh tan. Đây là như thế nào một loại thiên phú? Nhưng là, một ít đạo sư vẫn lắc đầu một cái, ánh mắt bên trong, là thương tiếc. Diệp Thần, quả thật rất ưu tú, nhưng là, hắn gặp phải, là Chu thuần. Một khắc sau, ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong kim hổ cùng Vân Long, gào thét va chạm tới một chỗ. Không gian bể tan tành, động đất đáng, liền diễn võ trường phòng vệ màn hào quang, đều bắt đầu lóe lên. Nguyên bản vô cùng là tự tin Chu thuần, sắc mặt vậy thay đổi. Diệp Thần một kiếm này, lại ngoài ý liệu cường hãn. Vốn chuẩn bị cười ầm lên giễu cợt những cái kia năm hai sinh, cũng là trong nháy mắt lâm vào đần độn. Bọn họ rất rõ ràng, Chu thuần kiếm, có kinh khủng dường nào, mới vừa rồi vậy cái Vân Long, đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là chân long giống vậy tồn tại à. Ở Chu thuần kiếm long trước mặt, bọn họ, nơi có thể cảm nhận được, chỉ có mình nhỏ bé. Mà lúc này, Chu thuần kiếm long, lại bị Diệp Thần một kiếm chặn lại. Có thể gặp, Diệp Thần thực lực có bao nhiêu vượt quá tưởng tượng. Bọn họ mới vừa rồi, còn muốn cười nhạo Diệp Thần. Thật là, cực kỳ buồn cười. Nhưng là, kim quang kia lóe lên hình hổ, cuối cùng, vẫn là ở cuồn cuộn vân khí công kích dưới hoàn toàn tiêu tán, mà vậy đạo kiếm long, mặc dù khí thế giảm nhiều, nhưng là, vẫn hướng Diệp Thần phương hướng bay đi. Diệp Thần một kiếm này, lại, bị Chu thuần kiếm khí nơi áp chế. Ầm một tiếng, kiếm kia long vững chắc đụng vào Diệp Thần trên mình. Nguyên bổn đã đần độn, kinh ngạc, thậm chí da mặt đều bắt đầu ửng đỏ năm hai bọn học sinh, lại buông lỏng xuống. Bởi vì bọn họ biết, Chu thuần là cao cấp đến không thể cao cấp nữa kiếm tu, mà kiếm tu cường đại nhất, là cái gì? Chính là công kích của bọn họ lực. Cho nên, cho dù là còn sót lại kiếm long, vẫn có thể chết được trấn áp Diệp Thần. Nói cách khác, Diệp Thần, chúng Chu thuần một kiếm, tất nhiên, đã bị thua. Thậm chí, có người không nhịn được giễu cợt nói, mới vừa rồi, không phải hoàn phách lối sao. Nói gì nói nhảm, ta xem, nếu không phải Chu thuần muốn nói nhiều mấy câu, hắn, có thể chống đỡ được qua 3 giây sao. Hẳn cảm ơn Chu thuần à. Một người khác cũng là mặt đầy giễu cợt nói, bất quá, nghe nói hắn thể chất. Rất nghịch thiên a. Biết hay không, có thể chịu được. Ha ha ha, chịu đựng được, Chu thuần nhưng mà kiếm tu à. Và phổ thông võ giả, có thể so sánh sao? Huống chi, thằng nhóc này mới cái gì tu vi? Chu thuần, đã cũng mò tới bịt cửa bên chứ. Cái này còn có thể chịu đựng được, người làm hắn, thật sự là thần. Mọi người ở đây nghe vậy, một hồi cười ầm lên lúc đó, một cái lạnh lùng giọng nữ, cắm vào mọi người trong tiếng cười. Các ngươi, dựa vào cái gì như thế nói Diệp Thần?
Nam Hai Sinh Cửa nghe vậy sững sốt một chút, hướng đối phương nhìn, chỉ gặp một người vóc người cao gầy, che đậy mặt mũi cô gái, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Chính là Thiên Linh. Nàng vốn là không muốn nói chuyện, nhưng mà, nghe được cái này những người này, như vậy không chút kiêng kỵ giễu cợt Diệp Thần, rốt cuộc, nhìn không nổi nữa. Tên này Nam Hai võ giả thấy vậy, không khỏi được con ngươi co rúm một cái, hắn nhận ra, mấy người kia, chính là Hình Tử Đường, Cơ Huyền cùng mấy tên thế lực cao cấp xuất thân học sinh. Không khỏi phải đem lời vừa tới miệng tiếng nói, nuốt trở vào, nhưng vậy lạnh lùng cười nói, làm sao? Ý ngươi là, cái này Diệp Thần, có thể rất được qua mới vừa rồi một kiếm kia sao? Thiên Linh ngưng mắt nhìn đối phương nói, rất được qua. Ha ha, Diệp Thần, không chỉ có rất được qua mới vừa rồi một kiếm. Nàng ánh mắt, dần dần lăng lệ. Diệp Thần, hoàn sẽ thắng được cái này trận thi đấu thắng lợi. Ngươi nói gì sao? Mấy người giống như là xem kẻ ngu như nhau nhìn Thiên Linh, cười lớn nói, Diệp Thần có thể thắng. Ngươi là nghiêm túc, không muốn lại chọc cười ta cười có được hay không? Đây là, ngồi tại Thiên Linh bên cạnh Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng nói, à. Nếu, mấy vị như thế cho rằng, có dám hay không, đánh cuộc với chúng ta một cái. Đánh cuộc như thế nào? Bọn họ mặc dù không nguyện ý chủ động đi cùng thế lực cao cấp đệ tử kết thù, nhưng là, nếu đối phương như thế chủ động tự đưa tới cửa, coi như thảo nào bọn họ chứ? Mấy người đều là đầy mặt tự tin, bọn họ tin tưởng, cái này Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng không khả năng là Chu Thuần đối thủ. Cơ Huyền nhàn nhạt nói, liền đánh cuộc, Diệp Thần có thể hay không thắng được cuộc tỷ thí này thắng lợi như thế nào? Còn như tiền đặt cuộc mà. Cơ Huyền ánh mắt dần dần lạnh xuống, các ngươi mới vừa rồi, không phải giễu cợt được rất vui vẻ sao? Nếu như Diệp Thần thắng, ngươi cùng mấy người, ngay trước mọi người cho Diệp Thần nói xin lỗi như thế nào? Mọi người nghe vậy, đều là mặt liền biến sắc. Ngay trước mọi người cho Diệp Thần nói xin lỗi. Bọn họ nhưng mà Thần Hỏa Học Viện năm hai học sinh à. Cho dù biết Diệp Thần thực lực hơn người, nhưng là, cho một cái vận may tồn tại học sinh năm thứ nhất nói xin lỗi, cũng là không nói ra được mất thể diện, thậm chí cùng cấp sinh cửa cũng sẽ xem thường bọn họ. Có thể nói, từ nay về sau trong trường học nhân vật có mặt mũi, cũng không biết nguyện ý cùng bọn họ đặt mối quan hệ. Bất quá rất nhanh, mặt của bọn họ sắc lại bình tĩnh lại, những thứ này, đều là đến khi Diệp Thần sau thắng lợi chuyện, Diệp Thần có thể thắng sao? Cho nên, nói xin lỗi như vậy sự việc, là không thể nào phát sinh, bọn họ hiện tại, ngược lại tò mò, cái này Cơ Huyền, để cho bọn họ ngay trước mọi người nói xin lỗi, mình, lại sẽ cầm ra cái gì dạng tiền đặt cuộc đâu? Một người trong đó không khỏi phải hỏi nói, như vậy, nếu như Diệp Thần thua, ngươi làm thế nào? Cơ Huyền nhàn nhạt nói, ta mời mấy vị, đi phòng ăn thiên khu ăn một bữa thỏa thích, có thể ăn nhiều ít, như thế nào? Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương vui mừng, mặc dù bọn họ là năm hai sinh, nhưng là, vậy cho tới bây giờ không có đi phòng ăn thiên khu ăn cơm à? Huống chi, là ở bên trong không chút kiêng kỵ ăn một bữa thỏa thích. Lúc này, toàn bộ gật đầu mỉm cười, dương dương đắc ý nói, được. Chúng ta đánh cuộc. Bọn họ cho rằng, cái này Cơ Huyền, bất quá là tạm thời hành động theo cảm tình, tranh cái mặt mũi kẻ ngu thôi. Bất quá, nếu cùng Cơ Huyền định đánh cuộc, bọn họ, vậy ngại quá nói sau bảy đạo tám, lẳng lặng xem so tài. Lúc này, vậy biển mây bên trong, một tiếng gầm thét vang lên, thậm chí, đem mây mù cũng đánh tan không thiếu, một đạo thân ảnh, từ sương mù bên trong hiện lên. Mọi người thấy vậy, không khỏi hô hấp ngưng trệ một cái. Mà vậy mấy tên mới vừa cùng Cơ Huyền các người, quyết định đánh cuộc năm hai học sinh, lại là sắc mặt lập tức thay đổi. Đạo nhân ảnh kia, chính là Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, đã diện mạo khác hoàn toàn, một bộ nửa người nửa ma hình dáng, đồng thời, trên thân thể, thiêu đốt nhàn nhạt tử diễm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản ra vô biên uy thế. Mơ hồ, để cho đời người ra một loại muốn sùng bái cảm giác. Càng làm cho người cảm thấy kinh hãi phải, Diệp Thần mới vừa rồi, nhận chịu Chu Thuần nhất kích, lúc này nhìn như, mặc dù trên người có một ít vết thương, nhưng vậy đang nhanh chóng khép lại, toàn thể xem ra, lại giống như là người không có sao vậy. Phải biết, Chu Thuần một kiếm,
nhưng mà rất miễn cưỡng chém chết qua có chí cường lực phòng ngự Thương Minh Huyền Quy à. Thương Minh Huyền Quy, ở yêu thú bên trong, cũng là có cao cấp lực phòng ngự tồn tại, mà thân thể Diệp Thần, hắn phòng ngự, lại vẫn ở Thương Minh Huyền Quy bên trên. Mọi người cảm giác, mình óc, đều phải ngừng vận chuyển. Mà vậy mấy tên năm hai sinh, thậm chí đều phải cầm ánh mắt trừng ra ngoài. Cơ Huyền nhìn mấy người, cười nhạt nói, mấy vị, không phải mới vừa luôn miệng nói, Diệp Thần không cách nào chống nổi Chu Thuần Nhất Kích sao? Bây giờ thế nào? Năm hai sinh sắc mặt hơi có vẻ khó khăn xem, Mạnh Trống hừ lạnh nói, vậy thì thế nào? Một lần may mắn mà thôi, hắn không phải, vẫn không địch lại Chu Thuần một kiếm sao? Cơ Huyền các người lạnh lùng nhìn bọn họ, khẽ lắc đầu nói, hắn, vĩnh viễn không phải các ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Chỉ có Thiết Thân lãnh hội qua, Diệp Thần nghịch thiên người, mới sẽ biết, Diệp Thần là như thế nào tồn tại. Cơ Huyền các người không có nói gì nhiều, bởi vì bọn họ biết, người vĩnh viễn, không gọi tỉnh một cái người giả bộ ngủ. Vậy thì, để cho kết quả chứng minh đi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Chu Thuần, hắn mới vừa rồi một kiếm, quả thật không địch lại Chu Thuần kiếm ý, nhưng là, Diệp Thần chẳng những không có lui bước, ngược lại, bộc phát hưng phấn. Hắn có thể dựa vào bất hủ thần thể tiếp Chu Thuần bị kiếm ý của mình suy yếu qua nhất kích, mà hắn biết, mình mỗi tiếp Chu Thuần một kiếm, đối với kiếm đạo của hắn, thì có sâu hơn hiểu, vậy ý nghĩa, hắn ở Trảm Thiên Nhất Kiếm lên lĩnh ngộ, vậy càng ngày sẽ càng tinh tiến. Liền liền luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương cũng cười nói, nguyên lai ngươi là muốn từ thiên tài này kiếm tu trong tay cảm ngộ. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng ngươi dám ở như vậy trong nguy hiểm trưởng thành. Hơi lơ là, chính là tử cục à. Xa xa, Chu Thuần sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết, mình, đánh giá thấp Diệp Thần. Cho tới bây giờ hắn đều là đánh đâu thắng đó, để cho đối thủ tuyệt vọng tồn tại. Lúc nào, từ trên người đối phương, cảm nhận được áp lực qua. Mà hiện tại hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, hay là từ một cái tạo hóa cảnh con kiến hôi trên mình. Cái này bảo hắn, như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Chu Thuần trong lòng, thiêu đốt tức giận, hắn một kiếm không có kết Diệp Thần, Thần Hỏa Học Viện bọn học sinh, các thầy, sẽ làm sao xem hắn. Chấm than, Chu Thuần gầm hét lên, cả người kiếm khí kích động, cả người, giống như hóa thân kiếm ma vậy. Uy thế vô cùng, mà nguyên bản trắng xóa kiếm khí biển sương mù, vậy bởi vì Chu Thuần biến hóa của tâm cảnh, dính vào một tầng màu máu. Diệp Thần mặt lộ cười nhạt, mở miệng nói. À, một kiếm không có đánh bại ta, rất tức giận. Hắn ánh mắt, dần dần lạnh như băng. Người từ nhỏ, ngay tại siêu cấp thế lực bên trong trưởng thành, có cao cấp tài nguyên, cho tới bây giờ, chưa từng gặp qua cái gì chân chính trở ngại chứ. Chu Thuần kiếm. Quả thật rất mạnh, nhưng là, Chu Thuần kiêu ngạo đâu. Đối với cái này loại chưa bao giờ trải qua thất bại, chưa bao giờ ở chân chính tuyệt cảnh bên trong vùng vẫy qua kiêu ngạo, Diệp Thần, xem thường. Chung quanh màu máu, càng ngày càng đậm, nhưng là, Diệp Thần nhưng không để ý, nhàn nhạt nói. Chu Thuần, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta từ nhỏ liền bị tất cả mọi người gọi là phế vật. Ta trải qua nghịch cảnh và cười nhạo là ngươi cả đời không cách nào sánh bằng. Chu Thuần chặt trước răng, tâm thần đều phải bốc cháy, hướng về phía Diệp Thần giận dữ hét im miệng. Bằng ngươi, hoàn phối ta mong đợi đạt tới, cho ta chém. Nháy mắt tức thì, màu máu kiếm biển cuồn cuộn, từng tiếng long ngâm vang lên, vậy vô biên kiếm khí lôi cuốn huyết quang, lại là dung nhập vào Chu Thuần trong cơ thể, hóa là một cái màu máu xương mù long. Lại là người kiếm hợp nhất hướng Diệp Thần chém chết tới. Chu Thuần hóa thân cự long, một lân một móng, trông rất sống động, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, hắn một đôi màu máu trong mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt là lạnh như băng cùng tàn khốc. Một chiêu này, hắn cũng là ở trước mặt mọi người, lần đầu tiên sử dụng. Đây mới là, hắn chân chính thực lực. Hắn tự tin, cùng cấp bên trong, một chiêu vô địch. Diệp Thần. Ngươi nói muốn để cho ta nhận thức tuyệt vọng. Như vậy, ta liền sẽ để cho ngươi nhận thức, cái gì mới là, chân chính địa ngục. Huyết sắc này sương mù long phương vừa hiện thân, mọi người vây xem, đều cảm giác một loại màng tới bái cảm, tự nhiên nảy sanh. Một ít tu vi yếu hơn học sinh, cũng không nhịn được khẽ run lên. Lại là vô cùng sợ hãi.
Diệp Thần nín thở ngưng thần, mặc dù bây giờ hắn, thực lực so với trước lại có tăng lên, nhưng là, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn phóng thích Trảm Thiên Nhất Kiếm. Cho nên, hắn còn phải tiếp tục chiến, ở mình đạt đến cực hạn trước, thông qua đối với Chu Thuần Kiếm ý hiểu, tăng lên mình Trảm Thiên Nhất Kiếm tầng thứ, để cho mình có thể lấy nhỏ hơn giá phải trả, thi triển cực hạn Trảm Thiên Nhất Kiếm. Nếu không, coi như hắn thành công đánh bại Chu Thuần, cũng không có cơ hội đối mặt thần quốc, mặt đối thiên đạo. Đối mặt những cái kia nhốt trăm vị đại năng sau lưng siêu cấp thế lực. Thấy màu máu cự long xuất hiện, vậy mấy tên diễu cợt Diệp Thần năm hai sinh, rõ ràng hưng phấn, Chu Thuần lại, hoàn ẩn giấu một tay. Từ trước, Chu Thuần tuy mạnh, nhưng mà cũng không có như thế nghịch thiên thực lực chứ. Cái này Chu Thuần người kiếm hợp nhất sau này, hiển hóa cự long, sợ là phong môn dưới, có thể nói vô địch chứ. Bọn họ cho tới bây giờ, không có gặp qua bất kỳ một người nào không có đạt tới bịt cửa võ giả, có thể thi triển kinh khủng như vậy chiêu thuật, nói cách khác, Diệp Thần có thể ngăn cản tỷ lệ, cực kỳ nhỏ. Bọn họ đắc ý nhìn về phía Cơ Huyền mấy người, thấy bọn họ sắc mặt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng, không khỏi trong lòng hơn nữa tin chắc đứng lên. Cái này Diệp Thần, chết chắc. Huyết Long gào thét một tiếng, mang cực mạnh kiếm ý, đánh vào Diệp Thần, chỗ đi qua, không gian bể tan tành. Diệp Thần liền tựa như biển máu này bên trong một chiếc thuyền con, theo sóng lớn không ngừng sôi trào, trong tay thú hủ kiếm, điên cuồng múa, trong nháy mắt, không biết hướng vậy uy thế vô biên cự long, chém tới liền nhiều ít kiếm. Nhưng mà, cái này cự long nhẹ nhàng long trào thay đổi gian, nhưng tựa như xuất hiện dù sao cũng đạo kiếm mang, lại là đem Diệp Thần chém tới kiếm quang, xé tan thành từng mảnh. Vậy mấy tên năm hai sinh thấy vậy, hơn nữa mừng rỡ, trong mắt vui mừng. Thật là đều phải tràn ra hốc mắt, bọn họ nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, đúng là nghịch thiên thiên tài, thậm chí, so bọn họ những thứ này năm hai sinh, mạnh hơn. Đáng tiếc, hắn chọc phải Chu Thuần, như vậy, kết cục cũng chỉ có một, chết, chết đến không thể chết lại. Cho nên, Diệp Thần vượt thiên tài, bọn họ thấy Diệp Thần bị nghiền ép, lại càng thoải mái. Đối với so mình người ưu tú, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy. Người này vượt xui xẻo, vượt thảm, mình, thì sẽ càng vui vẻ. Cái này là vì, bọn họ đối với người này ghen tị. Bọn họ biết, mình vĩnh viễn không cách nào vượt qua người này, cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng người này bất hạnh, tới an ủi mình. Tới điền vào mình tự ái. Diệp Thần từng kiếm một chém ra đồng thời, cả người điện mang chớp động, thi triển ra bách bộ trục điện, một bên tránh né cự long công kích, một bên, không ngừng khua kiếm. Chu Thuần quả thật mạnh, mạnh đến, để cho Diệp Thần cũng không khỏi không tạm thời né tránh. Nhưng là, lúc này hơn nữa sợ hãi, nhưng là Chu Thuần mình. Bởi vì, Diệp Thần chém ra mỗi một kiếm, mặc dù còn không địch kiếm ý của hắn, nhưng là... Diệp Thần kiếm ý, đang không ngừng biến hóa, không ngừng tăng cường. Điều này sao có thể? Cho dù là Chu Thuần như vậy thiên tài... Cũng chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi bốn chữ để hình dung mình nơi cảm nhận được hết thảy. Ai có thể đang chiến đấu, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vẫn là đối mặt, xem Chu Thuần như vậy, cường hãn đến khó có thể tưởng tượng đối thủ. Tất cả mọi người đều nghe nói qua, trong truyền thuyết, một ít ngày phú siêu tuyệt tuyệt thế yêu nghiệt, nghịch cảnh lên, đối mặt cường địch, ở trong tuyệt cảnh, bắt cơ hội thắng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng, đường cùng phản kích. Chuyển bại thành thắng câu chuyện. Nhưng là, truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết à. Và thực tế, hoàn toàn là hai câu chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.